Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thỉnh Đức Chứng Minh, kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Rất vui được gặp lại toàn thể nam nữ quý Phật tử trong chuỗi bài giảng về 38 phúc lành cao thượng. Kính thưa quý Phật tử thân mến, tiết trước thì chúng ta đang dừng lại ở phúc lành cao thượng số 33, vào pháp hạnh phúc số 33, đó là thấy rõ được lý Thánh Đế. Và bởi vì thấy rõ được lý Thánh Đế, tức là gồm có khổ, tập, diệt và đạo. Bài này rất là dài quý Phật tử ạ. Nên tiết đầu, thầy trò huynh đệ của chúng ta đang chia sẻ đến những nét chấm phá tổng quan đầu tiên trong pháp hạnh phúc này. Và chúng ta đang dừng phân tích ở đế đầu tiên, đó là gì ạ? Đó là khổ đế, sự thật về khổ dukkha. Còn tiết học hôm nay, thầy trò huynh đệ chúng ta sẽ cố gắng phân tích những đế còn lại trong tứ diệu đế. Và đế thứ hai trong tiết học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó chính là tập đế. Tập đế. Kính thưa quý Phật tử thân mến, Đức Thế Tôn đã dạy về khổ cho chúng sinh thấy rõ cái khổ đó để mà kinh sợ, để mà tránh khỏi, đúng không ạ? Và khổ đó như thế nào? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ và tám cái khổ. Tám cái khổ gồm gì? Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc và ngủ ấm xí thành khổ. Và chốt lại một câu là gì? Chúng ta còn chấp thủ ngũ uẩn là ta thì là còn khổ. Vì thế bằng trí tuệ và bằng sự giác ngộ của Thế Tôn thì Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh đâu là khổ. Và khi chỉ được cái khổ đó rồi, làm cho chúng sinh như thế nào biết sợ hãi mà tránh đi cái khổ đó. Chẳng khác nào Ngài đã dạy rằng cọp là thú ăn thịt người. Ngài chỉ đây là con cọp này. Con cọp này không có ăn cỏ, đúng không? Không có ăn chay. Mà con cọp này ăn gì? Ăn thịt. Và thịt người nó cũng ăn. Và Đức Phật chỉ đây là con cọp, đây là thú ăn thịt người. Rồi Ngài mới đem con cọp đó về, nhốt vào trong một cái chuồng sắt thật là chắc chắn. Rồi Ngài gọi mọi người lại, gọi chúng sinh lại, để xem trong cái chuồng đó, đây là con cọp này. Và con cọp này có những cái gì đáng sợ này? Nó móng vuốt ra sao, nó sức mạnh như thế nào, nó săn mồi như thế nào, rồi nó có hình dáng như vậy, như vậy, như vậy này. Giảng giải từng cái, chỉ từng cái cho chúng sinh biết, để chúng sinh nhớ cái hình dáng đó, để từ đó mà tránh xa hay là tìm cách chống lại. Là như vậy. Nên tập đế ở đây ví dụ như là, có thể được ví như là gì? Là hành động của con cọp vậy đó. Hành động của con cọp. Tứ diệu đế trong cái tiết đầu thầy trò chúng ta đã nói rồi, là một pháp khó nhận thức cho hoàn toàn được. Khó nhận thức có thể hoàn toàn được. Vì vậy chúng ta nhớ không, sau khi Đức Phật đã đắc đạo, đúng không ạ, thấy rõ được tứ thánh đế, thấy rõ được khổ, được tập, được diệt, được đạo, chính là con đường giải thoát giác ngộ. Nhưng lúc đó Ngài không giáo hóa liền, đúng không quý Phật tử? Mà Ngài tư duy rất là kỹ. Ngài phải chọn đối tượng, biết là đây là cái pháp giải thoát, nhưng mà cái pháp này khó có thể nhận thức được đối với người chưa đủ căn cơ phước báo, và đặc biệt chưa đủ trí tuệ. Nên Ngài đã chọn đối tượng để thuyết cái bài pháp này. Và Ngài chọn những ai đủ trí tuệ, đủ nhận thức để thấy rõ được các pháp ấy. Còn ở đây, đúng không ạ, chúng ta không được trực tiếp Đức Phật thuyết giảng, đúng không quý Phật tử? Và thầy trò huynh đệ của chúng ta nói thẳng ra, chúng ta chưa đủ trí tuệ. Và vì chúng ta chưa đủ trí tuệ rốt ráo, chưa đủ nhân duyên, nên mặc dù mình có nghe lại cái bài giảng của Đức Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như một cách đầy đủ, không thiếu một chữ, một câu, một dấu chấm nào đi chăng nữa, thì nói thẳng thầy trò chúng ta cũng không có thể nhận thức hoàn toàn được tứ diệu đế. Chúng ta phải công nhận điều đó. Thầy trò chúng ta đang chỉ học pháp học thôi quý Phật tử, và đang tập tư duy thôi. Trong cái sự tư duy đó, học đều có thể giống nhau, nhưng mà tiếp nhận thì khác nhau. Và khi tiếp nhận rồi, mỗi người sẽ có sự tư duy khác nhau. Khi tư duy rồi có sự tu tập, và sau sự tu tập đó thì mỗi người có một cái mức chứng khác nhau. Chứng ở đây chúng ta chưa nói đến chứng ngộ các tầng bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà cái chứng ngộ là gì? Là khả năng hiểu, thấy rõ, nhận thức về tứ diệu đế. Mỗi người sẽ một khác nhau. Tuy nhiên
không thể đợi Khải Thành đắc đạo, Khải Thành mới giảng cho quý Phật tử, đúng không ạ? Không phải đợi đến lúc quý Phật tử có đủ trí tuệ rồi chúng ta mới tiếp nhận điều này. Thì thôi, Khải Thành hiểu được cái nào, Khải Thành phân tích được cái nào, Khải Thành tham cứu được cái nào, Khải Thành sưu tầm được cái nào, Khải Thành tích lũy được cái nào, Khải Thành hiểu biết được cái nào, Khải Thành tư duy được cái nào, thông qua cái bài gốc kinh chuyển pháp luân của Đức Phật, và thông qua sự chỉ dạy của các vị tôn túc, thông qua những cái tài liệu giảng dạy ghi nhận của các vị chân sư, Khải Thành sẽ dùng hết khả năng của mình để mà truyền tải những điều đó trọn vẹn đến với quý Phật tử, được không ạ? Đó là vai trò của Khải Thành. Chứ Khải Thành chưa chứng nên Khải Thành không thể nói bằng cái sở chứng của mình được. Chúng ta lưu ý, quý Phật tử cũng vậy. Chúng ta nhận mình không phải là thượng căn cơ, trí tuệ chúng ta còn kém dở, đúng không ạ? Kém dở thì cũng vậy, chúng ta sẽ nhận thức một cách hết khả năng của mình. À, nhận thức rốt ráo thì như các bậc thánh rồi, đúng không? Nhưng nếu chúng ta chưa rốt ráo được thì chúng ta hơi khô khô cũng được, đừng quá ướt nha. Tức là sao? Mình dùng cái pháp đó để hong khô đi phiền não, rồi tiếp tục tu nữa nó đốt cháy được phiền não, đúng không ạ? Tức là đối với các bậc thánh, đối với các bậc mà trí tuệ cao đó, thì khi nghe pháp ngài tư duy và ngài chứng ngay. Nên quý Phật tử thấy có nhiều tích truyền pháp cú, đúng không ạ? Sau khi nghe được một lời kệ, một câu kinh của Đức Phật thì vì đó chứng ngay tứ quả, tức là cái pháp đó thẩm thấu cực kỳ mạnh, trực quan vào vị đó, và chính cái pháp đó ngay lập tức lúc đó ngài chứng được pháp, tức là gì? Đốt cháy được phiền não luôn, rốt ráo rồi. Còn thầy trò chúng ta đốt cháy được phiền não chưa? Chưa. Tu tập rốt ráo chưa? Chưa. Nhưng mà chưa rốt ráo, chưa đốt cháy được phiền não thì như thế nào? Chúng ta cũng khô, đúng không? Chúng ta cũng như thế nào? Dần dần như thế nào ạ? Chúng ta nung đi, đúng không ạ? Chúng ta làm cho phiền não nó nóng lên dần dần, rồi tiếp tục tu tu, thì ngày nào đó chúng ta đốt được một chút phiền não nào thì chúng ta sẽ có lợi. Cũng vậy, nội dung của thấy rõ tứ thánh đế, đã nói chữ thấy rõ tứ thánh đế là không phải thấy bằng lý trí, không thể thấy bằng cái tài năng của mình được, mà cái thấy của lý thánh đế, quý vị tự biết đâu, là thấy bằng trí tuệ và bằng sự thực chứng. Nên cái pháp hạnh phúc này cực kỳ khó. Đây là lý do vì sao chúng ta phải chia làm hai buổi. Và đầu buổi lúc nào cái thành cũng phải nhắc quý Phật tử phải cố gắng lắm, cố gắng lắm thì hỏa mai chúng ta mới hiểu được 1/100, 1/1000 của bài này thôi. Nhưng mà thôi, méo mó có hơn không, đúng không ạ? Thầy trò chúng ta cứ học tùy vào khả năng của mình, ít nhất mình cũng gieo duyên được với cái pháp tứ thánh đế này là như vậy. Còn nếu bây giờ mình thấy nó khó quá, mình bỏ qua, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ gieo duyên được với cái pháp tứ thánh đế này là như vậy. Nên học hết sức tinh tấn tích cực, nhưng đừng chủ quan là học rồi chúng ta rốt ráo được, mà cần một quá trình rất là sâu dài, đặc biệt phước báo và sự tinh tấn tu tập là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Kính thưa quý Phật tử thân mến, ở phần trước, đúng không ạ, chúng ta học đến khổ đế, đến phần này cái đế thứ hai đó là tập đế. Tập đế là gì ạ? Tập đế là nguyên nhân sinh ra cái khổ. À, nguyên nhân sinh ra cái khổ là cái nguyên nhân làm cho chúng ta khổ đau, như là cái đầu tiên, cái bài đầu tiên chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Và ở đây cái thành xin được trích nguyên văn, ở đây cái thành xin được trích nguyên văn cái câu kinh trong bài chuyển pháp luân như sau: Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân sanh khổ thực sự, nó chính là ái dục, là nhân làm cho chúng sinh vào ra các cõi, rồi lẫn lộn ưa thích các cảnh giới như dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, nên khi chúng ta trích cái câu kinh này, chúng ta đọc câu kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật nói cái gì là nguyên nhân sinh khổ? Cái gì nhỉ? Tức là ái dục. Đức Phật nói này nè, đây là nhân sanh khổ thực sự, nó là ái dục. Chúng ta thấy không? Đức Phật chỉ mặc điểm tên thôi. Và Đức Phật nói thêm là gì? Là nhân làm cho chúng sinh vào ra các cõi, rồi lẫn lộn ưa thích các cảnh giới như dục giới, sắc giới và vào vô sắc giới. Đó chính là gì? Nguyên nhân gây ra khổ, hay còn gọi là gì? Tập đế, được không ạ? Và nguyên nhân làm ra cái khổ gọi là tập đế. Trong phần này chúng ta đã khẳng định rồi, dựa vào lời Phật ngôn của Đức Phật trong kinh chuyển pháp luân, chúng ta điểm mặc chỉ tên rồi, đó là gì? Ái dục, được không? Nên chúng ta lưu ý nha, từ đây về sau ai hỏi nguyên nhân của đau khổ là gì, chúng ta trả lời trong kinh chuyển pháp luân
Đức Phật đã nói rõ, đã điểm mặt chỉ tên nguyên nhân làm cho chúng sinh đau khổ, đó chính là ái dục. Được không quý Phật tử? Thuộc bài chưa ạ? Nhớ nha. Rồi chúng ta tiếp tục. Và muốn để dễ hiểu hơn đó, thì trong cái phần này, cái thành sẽ chia sẻ với quý Phật tử là bốn điều căn bản. Thứ nhất, thầy trò để chúng ta sẽ làm rõ nhân làm cho sanh khổ. Thứ hai, ái dục là gì? Thứ ba, có bao nhiêu loại ái dục? Và thứ tư, phận sự của hai diệu đế là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Một nhỏ, nội dung đầu tiên chúng ta sẽ nói nguyên nhân làm sanh khổ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, sự sanh khổ thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Nhưng Đức Phật một lần nữa là chỉ dạy rốt ráo hơn, đầy đủ hơn về cái khổ, để chúng ta làm sáng tỏ thêm cái hiểu biết của con người. Chỉ có điều cái nguyên nhân sanh khổ thì không phải ai cũng nhận thấy được, không phải ai cũng biết được. Tại đây là một pháp khó thấy, khó biết, chỉ có Phật mới nhận thấy thôi. Cái ta nhắc lại, nếu cái sự khổ đó thì hầu hết ai cũng có khả năng thấy được cái sự khổ đó. Và Đức Phật như thế nào? Đức Phật chỉ dạy sâu sắc hơn, toàn diện hơn, tinh tế hơn, tỉ mỉ hơn, bao quát hơn và tất cả các phương diện hơn, để làm sáng tỏ thêm cái hiểu biết đó của con người. Còn đến cái nguyên nhân sanh khổ đó, quý Phật tử ạ, đến cái nguyên nhân sanh khổ thì đây là một vấn đề không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy được. Tại vì sao? Tại vì đây là pháp khó thấy, khó biết, chỉ có Đức Phật mới nhận thấy được mà thôi. Cụ thể, ngay trong thời kỳ mà Ngài còn tại thế đó quý Phật tử ạ, khi Ngài mới thành đạo, thì tất cả mọi người trong cái cõi Diêm Phù Đề thì tin rằng cái sự khổ vui của chúng sinh, của mọi người đều do ai ạ? Đều có một đấng thần linh nào đó trên cao có quyền ban phước giáng họa. Mình khổ là do thần linh bắt mình khổ. Chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị tai ương là do thần linh đó tạo ra cái tai nạn tai ương đó. Chúng ta bị nỗi khổ niềm đau thì cái nỗi khổ niềm đau đó là do thần linh giáng xuống. Hoặc chúng ta được mùa, được vợ đẹp, con xinh, được thành tựu trong việc này việc kia, được an vui, được hạnh phúc, thì tất cả những điều đó cũng do một vị thần linh nào đó ban phước xuống. Tức là trong thời Đức Phật, đúng ạ, thì cái cõi Diêm Phù Đề này họ như thế nào ạ? Họ cho rằng nỗi khổ, niềm đau hay hạnh phúc đều do một vị thần linh ban phước và giáng họa. Và họ tin tưởng rằng những cái nỗi khổ mà ta đang phải chịu là do thần thánh phạt, là do những cái nhân từ bên ngoài. Nhưng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật là như thế nào ạ? Đức Phật đánh đổ tất cả những cái tư duy đó. Đức Phật dựng lại cho chúng ta một cái nhìn mới. Và cái nhìn này mới là cái nhìn chuẩn xác nhất. Đức Phật mới nói rằng tất cả những nỗi khổ niềm đau không phải do một thần thánh nào giáng xuống. Tất cả những nỗi khổ niềm đau đều không phải do từ những tác nhân bên ngoài. Mà nỗi khổ niềm đau chính là gì ạ? Chính là do ái dục bên trong của mỗi chúng sinh. Ái dục bên trong của mỗi người, đây chính là cái nhân sinh ra khổ. Nên không có than thân, không có trách phận, không có đổ thừa. Có một nỗi khổ niềm đau nào đó tới với mình, có một cái dư nghiệp quá khứ nào đó trổ ra với mình, biết đây là nghiệp của mình gây tạo. Khi đối duyên xúc cảnh, mình cảm thấy chán nản, đau khổ, phiền não, không phải là do cái cảnh đó làm mình phiền não, mà do mình. Cụ thể là gì? Do cái ái dục trong chính bản thân của mỗi chúng sinh. Và chúng sinh nào còn ái dục thì còn đau khổ. Nên cái đau khổ này do ai? Do ai ạ? Do chính mình. Cụ thể, do chính ái dục của mỗi người, của mỗi chúng sinh. Nên chúng ta thấy không? Chúng ta nhận thức đúng, chúng ta mới có hành vi đúng. Nếu trước khi Đức Phật thành đạo, đúng ạ,
Trong cái cõi Diêm Phù Đề, mọi người nói rằng nỗi khổ niềm đau là do thành thánh phạt mình. Thì lúc đó họ như thế nào? Họ cố gắng đẹp lòng thành thánh, mà thành thánh thì họ không có thấy. Thế nên chúng ta biết đất nước Ấn Độ cổ đại là có những cái hình thức như là cúng kiếm mê tín là vậy, sát hại chúng sinh, thậm chí sát hại cả con người, lấy máu chúng sinh, lấy máu con người để như thế nào ạ? Để đẹp lòng thành thánh, để được mùa màng bội thu. Tại vì sao? Họ biết tai, họ nghĩ rằng tai ương, dịch bệnh, mất mùa là do thành thánh phạt. Thế là muốn đẹp lòng thành thánh thì họ sẽ có những hình thức cúng tế như vậy, nhưng không hề giải quyết được, mà nỗi khổ càng thêm chồng chất. Tại vì sao? Tại vì họ nhận diện sai về nguyên nhân gây ra khổ đau. Còn đến lúc Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh rằng tất cả những nỗi khổ niềm đau không phải do tác nhân bên ngoài, tất cả những nỗi khổ niềm đau cũng không ai có quyền phạt chúng ta cả, mà những nỗi khổ niềm đau do chính ai? Chính chúng ta gây tạo. Cụ thể là gì? Do tâm con người, do tâm chúng sanh có ái dục. Và khi nhận diện được cái nguyên nhân sanh khổ tập đế chính là ái dục, ái dục đó đâu không phải từ bên ngoài mà do trong tâm, thì lúc đó mình mới quay trở lại như thế nào? Mình gột rửa thanh tâm, mình tinh tấn tu tập, mình chuyển hóa thanh tâm của mình để không còn ái dục nữa. Khi không còn ái dục thì không có khổ đau. Nên nhận thức rõ về nguyên nhân của khổ thì chúng ta sẽ có được hành động đúng để chuyển hóa khổ đau. Nên chúng ta cảm thấy Đức Phật tuyệt vời không ạ? Đức Phật cho chúng ta con đường rõ ràng rồi, quý Phật tử. Nên đây chúng ta có thể thấy đó, Phật giáo là như thế nào? Là một giáo pháp tuyệt đối khác với các tôn giáo khác trong thời kỳ ấy, và cho đến ngày nay cũng vậy. Cũng vậy. Và thời pháp đầu tiên mà Ngài đã thuyết tại Vườn Lộc Uyển cho 5 anh em Kiều Trần Như là về Tứ Diệu Đế, đúng ạ, đã làm cho 5 thầy Kiều Trần Như nhận thức rõ ràng rằng Đức Phật đã đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Vì sao? Vì các vị ấy thấy và nghe cái pháp mà trước đó chưa bao giờ được nghe, và cái pháp này nó rốt ráo, nó rõ rệt, chưa ai có thể dạy được cái pháp này. Và Tứ Diệu Đế nó vượt khỏi tầm hiểu biết của 5 vị thầy Kiều Trần Như, và Tứ Diệu Đế nó cũng vượt khỏi tầm hiểu biết của tất cả mọi người thời bấy giờ. Nên khi được Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế thì ngay lập tức các ngài biết Ngài đã chứng rồi. Tức là 6 năm tu khổ hạnh đừng già, đúng không quý Phật tử? Không chứng. Sau đó Đức Phật ăn uống trở lại và tu tập thì mới chứng. Lúc Ngài bắt đầu ăn uống trở lại thì 5 vị anh em Kiều Trần Như này mới dẫn Phật. Tại vì sao ạ? Tại vì thời xưa trong thời Ấn Độ thì ai cũng nghĩ rằng tu khổ hạnh mới là người có đạo hạnh. Mà Đức Phật tu khoảng 6 năm rồi không có đắc đạo, thậm chí cần bước thêm một bước nữa thôi là như thế nào nhỉ? Là hố sâu chôn mình chứ không phải là giải thoát niết bàn. Trong kinh ghi lại lúc đó Đức Phật đặt tay ở bụng, nó cũng tương tự như nào? Nó dính luôn cái mạng sườn sau lưng này. Tại vì sao? Da bọc xương. Mỗi lần thà ngày hít thở thế nhỉ, cả toàn thân đau nhức, sức lực kiệt quệ rồi. Và Ngài phát hiện ra tu khổ hạnh đến cùng đường của khổ hạnh vẫn không thấy được giải thoát giác ngộ, mà là hố sâu của cái chết. Lúc đó Ngài ăn uống trở lại, và bắt đầu Ngài ăn uống trở lại thì 5 vị anh em Kiều Trần Như nói với Sisam: thầy của ta không còn đạo hạnh nữa. Tại vì đạo hạnh đối với họ là gì? Là phải tu khổ hạnh, là phải ép sát. Nhưng bây giờ Sa môn Gotama đã không khổ hạnh nữa, không ép sát nữa thì không còn đạo hạnh nữa. Và lúc Đức Phật ăn trở lại, khỏe trở lại, đúng không ạ? Thì cũng là lúc 5 vị này bỏ Đức Phật ra đi. Nên đây là lý do chúng ta thấy trong kinh có nhiều cái đoạn, đúng không? Chúng ta đọc mà chúng ta không kỹ, hoặc là sử chúng ta học không kỹ đó, thì chúng ta thấy ồ, lúc tu khổ hạnh thì có Đức Phật với 5 anh em Kiều Trần Như, mà tại sao lúc đắc đạo chỉ có một mình Đức Phật à? Đúng không? Mà Đức Phật đắc đạo trong rừng Uruvela, đúng không? Nhưng mà sau đó thì Đức Phật đã đi về với Vườn Lộc Uyển để mà thuyết pháp. Tại sao lúc đó 5 vị này dẫn Đức Phật? Và khi Đức Phật, đúng không ạ, nhẹ nhàng thanh thoát đi đến để độ cho 5 anh em này, thì 5 vị này từ xa đã thấy Phật và như thế nào? Dặn lòng không đứng lên chào. Tại vì sao? Còn giận thầy mình, còn giận Phật.
tại nghĩ Phật như nào đã bỏ đi cái đời sống tu hành chân chính rồi. Nhưng mà khi Đức Phật đến gần hào quang của Ngài tỏa sáng, và dung mạo của Ngài là dung mạo của một vị Phật tuyệt đối. Chưa cần nói gì, tâm của năm vị đó như thế nào ạ? Lắng dần, và sự tôn kính nó cứ dâng trào. Nên trước đó nó đừng bao giờ đứng lên chào ông thầy, ông sa môn này cả. Không thưa, không hỏi, coi như không quen biết. Nhưng mà khi Phật đến gần rồi, tự nhiên như nào? Cái tâm điểm nó lắng xuống, và thay cái tâm điểm đó bằng gì? Bằng sự tôn kính. Nên khi Đức Phật vừa tới đó như thế nào? Tất cả năm vị quỳ xuống. Người thì soạn sửa chỗ ngồi, người thì lấy nước rửa chân cho Phật. Sau đó Đức Phật nói lý trung đạo, Đức Phật giảng tứ diệu đế. Và sau khi nghe được bài pháp tứ diệu đế này thì các ngài biết chắc rằng Sa môn Gotama thầy của mình không còn là thầy của mình đơn giản như trước nữa, không phải là Sa môn Gotama nữa, mà đã trở thành một vị Phật rồi. Tại vì các ngài cũng rất là tinh tấn tu tập, cũng nghiên cứu rất là nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe một cái pháp rốt ráo như là bài kinh tứ diệu đế hôm nay được Đức Phật giảng. Và bài kinh tứ diệu đế này nó thoát khỏi tất cả sự hiểu biết của các ngài. Cái tầm hiểu biết của các ngài chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Và như thế nào ạ? Nó cũng như thế nào? Nó thoát khỏi tất cả sự hiểu biết, nó trên tất cả sự hiểu biết của người đương thời. Người đương thời. Nên chúng ta thấy pháp tứ diệu đế là khó thấy khó biết là vậy, đúng quý Phật tử, cần phải có trí tuệ. Có một điều đáng chú ý ở đây là gì? Cái nguyên nhân sinh ra khổ, thì cái nguyên nhân sinh ra khổ này nó không chừa bất cứ ai cả. Người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, nam cũng khổ, nữ cũng khổ, châu Âu cũng khổ, châu Á cũng khổ. Đơn giản trong đại dịch Covid này, Covid nó có chừa ai không quý Phật tử? Ôi, cô là người giàu nha, chừa cô ra. Có không? Không. Ồ, cô là người da trắng nè, mũi cao nha, bên châu Âu nha, chừa ra. Có không? Có. Đúng không ạ? Thì cái nỗi khổ niềm đau cũng vậy, cái nguyên nhân làm cho cái khổ đó thì cũng không chừa bất cứ ai cả. Dù là trắng hay là đen hay là vàng, dù là nam hay là nữ, dù là mới sinh hay đã lớn tuổi, dù là sang hay là có đời sống cơ cực, dù là một người rất là đời sống rất là gọi là đời sống kinh tế vật chất rất là ít, hoặc là một người đời sống kinh tế rất là sang trọng quý phái, thành công mỹ mãn trong cuộc đời này, thì xin thưa, cái nguyên nhân sinh khổ này không chừa bất cứ ai cả. Miễn sao người nào, chúng sinh nào còn ái dục là còn khổ đau. Tức là cái nguyên nhân sinh khổ này nó không căn cứ vào vị thế, vị trí, điều kiện xã hội, điều kiện vật chất, điều kiện kinh tế của mỗi người, của mỗi chúng sinh, mà nó căn cứ vào cái mức độ ái dục của chúng sinh và con người. Nên là Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Nguyên nhân sinh khổ tức là ái dục. Được không quý Phật tử? Chúng ta rõ điều này chưa? Nha, đó là một nhỏ nguyên nhân làm cho sanh khổ. Thầy trò chúng ta đã phân tích rất rõ rồi, đó chính là gì? Ái dục. Hai nhỏ, nội dung thứ hai chúng ta sẽ phân tích. Vậy ái dục là gì? Ái dục là gì? Đúng không? Tức là chúng ta điểm mà chỉ tên rồi. Ái dục này là nguyên nhân sanh khổ này. Và nguyên nhân sanh khổ này như thế nào? Không chừa bất cứ ai cả, dù giàu hay là nghèo, dù nam hay là nữ, dù quốc tịch nào, dù châu lục nào cũng khổ. Tại vì nếu còn ái dục vẫn còn khổ. Vậy ái dục là gì? Sự thật, ái dục ngụ ý là như thế nào? Chỉ sự tham muốn. Ái dục chỉ sự tham muốn. Tuy nhiên cái sự tham muốn là như thế nào? Chúng ta sẽ phân tích cho kỹ nha. Sự tham muốn ấy là nền tảng của tâm. Tất cả chúng sinh ai ai cũng không chạy khỏi, ngoài trừ các bậc A-la-hán, độc giác Phật, các vị chánh đẳng giác. Còn tất cả chúng sinh đều không có thể chạy khỏi được cái sự tham muốn, cái sự ái dục này. Cho ta nhắc lại nha, ái dục là gì? Sự thật, ái dục ngụ ý chỉ là sự tham muốn. Và sự tham muốn ấy là nền tảng của tâm. Và tất cả chúng sinh ai ai cũng không có thể chạy khỏi được, ngoại trừ các bậc A-la-hán tứ quả đấy, hoặc là các vị độc giác Phật và các vị chánh đẳng giác. Ở đây
Thì Khải Thành đưa ra một ví dụ cho chúng ta dễ hiểu nè. Chúng ta ví dụ ái dục ấy như là trái xoài, như là quả xoài mình ăn vậy đó. Trái xoài thì nó có những cái tính cách riêng để mình gọi nó là xoài, đúng không ạ? Hình dáng của nó này, cái mùi vị của nó này, cái màu sắc của nó này, đúng không ạ? Và vì những cái hình dáng của nó, những cái màu sắc của nó, những cái mùi vị của nó, những cái tính chất riêng của nó, nên mình gọi nó là quả xoài, chứ nó không lộn với quả khác được. Ví dụ quả bưởi là nó tính chất khác rồi, đúng không? Thì khi mình quả xoài là ngay lập tức mình biết, à nó màu sắc vậy này, nó hình dáng vậy này, khi ăn nó có mùi vị này. À, và từ những cái tính chất riêng đó nên nó không lẫn lộn với bất cứ một quả nào khác. Và bên trong cái quả xoài đó, cái trái xoài đó là có cái gì? Cái hạt, đúng không? Cái nhân, cái gì? Cái mầm. Mình ăn xong quả xoài, mình lấy cái hạt đó, mình lấy cái mầm đó, mình gieo xuống một mảnh đất đầy đủ nhiệt độ, độ ẩm, à, mình chăm sóc nó, thì nó như thế nào ạ? Nó nảy mầm thành một cây xoài. Rồi cây xoài đó tiếp tục mình chăm bón phát triển, rồi trên cây xoài đó là trổ ra nhiều trái xoài khác nữa. Nên chúng ta thấy từ cái nhân bên trong của trái xoài, từ cái mầm bên trong của trái xoài, đúng không ạ? Thì cái mầm đó, cái nhân đó chính là gì? Ái dục. À, và cái màu sắc, cái hình dáng, cái mùi vị, cái đặc tính riêng của trái xoài chính là gì? Tham lam, sân hận và si mê. Nếu chúng ta dứt bỏ được cái mầm thì có còn cây xoài không? Còn không ạ? Không. Đâu có mầm đâu có nảy thành cây xoài, đúng không? Nên nếu chúng ta dứt bỏ được cái mầm thì không còn cây xoài, không còn trái xoài. Mà đã không có cây xoài thì không có trái xoài, mà không có trái xoài thì càng không có màu sắc, không có hình dạng, không có mùi vị của trái xoài nữa. Cũng vậy, nếu chúng ta dứt bỏ được cái mầm ái dục thì tham lam, sân hận, si mê cũng diệt theo. Dễ hiểu chưa? Dễ hiểu hơn rồi, đúng không? Tại vì Thành đưa ra ví dụ quả xoài rất rõ ràng rồi. Sở dĩ có trái xoài là do có cây xoài. Sở dĩ có cây xoài là do có cái mầm, đúng không? Có cái hạt nhân. À? Còn khi chúng ta diệt cái mầm nó đi thì không có cây xoài. Không có cây xoài thì không có trái xoài. Và đã không có trái xoài thì chắc chắn không có những cái thuộc tính của trái xoài là gì? Là hình dáng đó này, là màu sắc đó này, là mùi vị đó. Tương tự, nếu chúng ta dứt bỏ được cái mầm ái dục, à, thì tham lam, sân hận, si mê cũng sẽ bị diệt theo. Chúng ta lưu ý được không ạ? Ngoài ra ở đây cái Thành muốn đặt một câu hỏi này, có nhiều người lại hỏi. Vậy hôm nãy thầy nói là gì nhỉ? Thầy nói ái dục là một sự tham muốn. Vậy nếu ái dục là một sự tham muốn thì sao nhỉ? Thì lòng tham làm phước, lòng tham muốn thành Phật, lòng tham muốn cứu rỗi chúng sinh, lòng tham muốn cứu nhân độ thế, thì có phải là ái dục không? Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Ái dục là lòng tham, nhưng cái lòng tham này chúng ta không nên hiểu một cái nghĩa cạn cợt, mà chúng ta nên hiểu như thế nào nè. Ái dục có nghĩa là gì? Muốn cái gì mình không có, mình lại muốn có. Rồi mình có rồi, mình lại muốn có thêm nữa. Đó là ái dục. Các bạn nhắc lại nha, ái dục là tham muốn, nhưng mà cái tham muốn là như thế nào? Mình không có, bây giờ mình như thế nào? Mình muốn có ít rồi muốn có nhiều rồi muốn có, nhiều hơn nữa, và lòng tham vô đáy. Đó là ái dục. Không, muốn có muốn thêm. Còn trái lại, khi chúng ta tu tập để thành Phật thì lại ngược lại rồi, đúng không? Thì ta lại phải bỏ cái gì đã có và ngừa không cho những gì sanh ra, đúng không? Nên mình thành Phật mình đâu có gom góp gì đâu, đúng không ạ? Mà khi mình tu tập thành Phật đó thì chúng ta sẽ bỏ những cái mình đang có này, mình bỏ. Rồi những cái mình không có đó, mình không cho nó phát sanh nữa. Thì gọi là cũng như thế nào cũng tu thành Phật đó, nhưng có tham không? Có ái không quý Phật tử? Có ái dục không ạ? Hoàn toàn không. Và cụ thể khi thành Phật rồi thì như thế nào ạ? Lại giác ngộ chúng sinh, lại dạy cho chúng sinh buông bỏ tất cả những gì đã có cho hết, buông xả cho hết. Nên chúng ta phải nắm điều này nha. Chứ không người ta nói đó, đúng là tôi tham tiền đó, tôi đau khổ tại vì nó là ái dục,
Còn cô tham tu thì cô như thế nào? Thì cô cũng ái dục, rồi cô cũng khổ. Lúc đó chúng ta như thế nào? Anh tham tiền là tao sao? Anh không có tiền, anh muốn nó có. Khi anh có ít, anh muốn có nhiều anh có nhiều hơn nữa, mà chưa bao giờ biết đủ cả. Đó là ái dục, tham. Còn tôi này, khi tôi tu, tôi buông bỏ dần. Trước đó cũng là cái phi vụ làm ăn này, tôi có được 20 tỷ, tôi có được 10 tỷ, tôi có được 5 tỷ. Nhưng bây giờ như thế nào? Tôi cảm thấy điều đó không nên nữa, không cần thiết nữa, tôi buông bỏ. Trước đó ai chửi tôi một câu, tôi phải đáp trả lại bằng như vậy hoặc nhiều hơn như vậy. Thậm chí tôi sử dụng vũ lực. Nhưng bây giờ như thế nào? Tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Tôi quay trở lại kiểm soát nội tâm, tức là tôi bỏ những cái điều đó đi. Tức là anh tham tiền, anh muốn có thêm. Còn khi tôi tu rồi, tôi là buông bỏ dần, buông bỏ dần. Nên cái sự tham tu của tôi nó không liên quan gì đến vấn đề tham dục và tham ái cả. Cái Thành nhớ là lúc cái Thành còn nhỏ của Phật tử, lúc đó là cái Thành mới được 10 tuổi, cái Thành đi học gia đình Phật tử ở quê, ở chùa Pháp Bảo. Lúc đó thì chùa chưa có thầy về, chỉ là đạo tràng tu tập thôi. Và lúc đó cái Thành tới sinh hoạt với gia đình Phật tử thì có bác gia trưởng, có các anh chị huynh trưởng. Lúc đó cái Thành cũng đã học giáo lý rồi, tại vì trong gia đình Phật tử là vào đã học giáo lý. Mở mắt chân cứng, cánh mềm chân cứng, tung bay hướng sơ chánh thiện. Thì khi cái Thành học được cái đoạn này thì cái Thành mới nói, ô, nguyên nhân của đau khổ là tham. Vậy là tham là đau khổ, đúng không? Tham là đau khổ. Vậy là mình tu mình cũng tham thành Phật thì có đau khổ không? Là quý Phật tử biết lúc đó nhỏ cái Thành đã hỏi như vậy rồi. Mà cái Thành thắc mắc quá, cái Thành mới đi hỏi cái anh huynh trưởng, nói dạ thưa anh, em thấy trong cái phần này là nói là tứ diệu đế á, là khổ tập diệt đạo, và cái nguyên nhân đau khổ là do tham, đúng không ạ? Ở ngoài người ta tham người ta khổ, còn nếu mình tu mà mình cũng tham thì mình có khổ không? Lúc đó cái Thành đã đi chất vấn rồi. Nên mỗi lần mà cái Thành giảng cái bài tứ diệu đế này, đến ngay cái phần này cái Thành đã nhớ. Từ xưa ông thầy cái Thành cũng ghê, nhỏ nhỏ mà nhiều chuyện hay đi hỏi, đúng không ạ? Nhưng mà chính cái hỏi đó có phải tự làm cho mình thắc mắc. Và càng thắc mắc thì chúng ta như thế nào? Chúng ta càng tìm hiểu là như vậy. Nên hôm nay á, khi mà giảng đến vấn đề này thì cái Thành lại nhớ lại cái câu chuyện đó, và cái Thành đưa cái ví dụ này vào để quý Phật tử hiểu. Lỡ ai có hỏi thì chúng ta như thế nào? Biết cách mà trả lời nha. Là như vậy. Đó là nội dung thứ hai. Chúng ta đã điểm mặt chỉ tên ái dục là nguyên nhân gây ra đau khổ, đúng không? Và chúng ta cũng đã định nghĩa ái dục là gì rồi. Bây giờ nội dung thứ ba, vậy có bao nhiêu loại ái dục? Cái này hơi vi tế rồi này. Hai phần đầu dễ đó, bây giờ hơi khó nha. Chuẩn bị tinh thần để vào học này. Thì xin thưa, ái dục cũng có ba loại ái dục khác nhau. Ái dục đầu tiên đó gì? Kama tanha, tức là gì? Ái dục trong cõi dục. Tính cõi dục là gồm có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người và sáu cõi trời luôn nha quý Phật tử. Sáu cõi trời dục giới cũng được xếp chung vào cõi dục, chứ không phải là cõi người trở xuống nha quý Phật tử. Các ta nhắc lại nè, cõi dục là tính từ cõi địa ngục cho đến gì? Ngạ quỷ, súc sanh, atula, người và sáu cõi trời dục giới. Nên ái dục đầu tiên đó là ái dục trong cõi dục này. Là như vậy, chúng ta biết dục ái là biểu hiện của si mê. Cái dục ái này nha là biểu hiện của si mê. Tức là gì? Tham muốn vật chất, đắm say hưởng thụ những dục lạc của ngũ trần. Tức là mình vẫn còn tham muốn sanh làm một con người giàu sang, quyền chức, xinh đẹp, hoặc là sinh vào các cõi trời dục giới để hưởng những phước báo lớn hơn nữa, vi diệu hơn nữa. Nên khi chúng ta làm được một việc phước thiện nào đó, như là bố thí, như là cúng dường, thì chúng ta đều nguyện sinh vào các cõi đó để mình hưởng những cái điều đó. Mặc dù làm từ thiện tốt, mặc dù làm phước thiện tốt, bố thí tốt, cúng dường tốt, đúng không ạ? Nhưng mình hồi hướng để được làm một người giàu sang, quyền chức, hoặc sinh vào các cõi trời dục giới để hưởng phước báo, thì nó vẫn được xem là gì? Là dục ái. Vẫn ngấm ngầm đau khổ, hết phước rồi cũng đọa như thường. Nên đây là lý do vì sao các vị tổ, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán và Đức Phật, đúng không ạ, khuyên chúng ta rằng sau khi mình làm một việc phước thiện nào đó, có thể là tụng kinh lễ Phật, ngồi thiền phóng sinh, đúng không ạ, hay làm một cái công đức nào đó, chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng như nào?
nguyện cho tất cả chúng sinh, đúng không ạ, đều chóng thành Phật đạo, thì trong đó có chúng ta nữa. Tức là tất cả những cái công đức mình làm, tất cả những sự tu tập mình có, mình hồi hướng cho sự tu tập hướng đến giải thoát và giác ngộ. Còn nếu mình cũng bố thí đó, nhưng mình nghĩ thế nào? Bố thí cho giàu, bố thí để kiếp này nghèo quá, kiếp sau sinh làm người giàu hơn, quyền chức hơn, để như thế nào mình có nhiều của cải hơn, để sung sướng hơn. Đó là ái dục. Và cụ thể là gì? Là dục ái, tức là vẫn còn biểu hiện của si mê. Thậm chí mình bố thí mà mình hồi hướng nguyện tất cả những công đức này để con xin được vào cõi trời. 33, con xin vào được cõi trời Đâu Xuất, con xin vào cõi trời Đao Lợi chẳng hạn. Thì tại vì sao? Tại vì dưới này cực quá, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm, chiến tranh xung đột, tệ nạn xã hội, Covid Covell, nhiều quá. Rồi mỗi lần mà con có tiền đi chăng nữa, con xây nhà thì phải chọn thợ, chọn thợ với chọn thợ uy tín, chọn thầu với thầu uy tín. Nếu không uy tín thì xây xấu, mà nếu xây có đẹp nó ăn chặn mình, mệt. Rồi khi chọn nội thất đó, là phải chọn cho đẹp, đẹp với khảo giá, đủ thứ à. Mà có tiền rồi cũng phải đợi nữa, cực quá. Còn trên kia con thấy trong kinh điển nói như thế nào, ở trong một tòa lâu đài đẹp lắm, mà như thế nào khởi ý là có liền. Nên như thế nào, tất cả những công đức con hồi hướng này, con làm được này, con hồi hướng cũng lên trời, đúng ạ. Thì việc làm mình tốt, nhưng với cái tâm như vậy, với cái sự hồi hướng phước báo như vậy đó quý Phật tử, thì nó vẫn còn lẩn quẩn cái gì? Vẫn còn ái dục. Đó là biểu hiện của si mê. Được không quý Phật tử? Chúng ta lưu ý nha. Nên đây á, cái dục ái này đó là dục trong cõi, cõi dục giới nha quý Phật tử. Và hồi nãy cái ta nói đó, dục trong cõi dục giới này, thì cõi dục giới nó gồm cái gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và sáu cõi trời luôn nha. Nên làm phước mà hồi hướng để mà làm người quyền chức cao sang, hoặc là hưởng phước ở sáu cõi trời dục giới, thì vẫn gọi là gì? Dục ái, biểu hiện của si mê. Tức là gì? Ái dục trong cõi dục. Được không ạ? Đó là loại ái dục thứ nhất. Loại ái dục thứ hai là gì? Bhavatanha. Tức là gì? Ái dục trong cõi sắc. Số 1 là ái dục trong cõi dục giới, đúng không? Vậy ái dục trong cõi sắc là như thế nào? Ái dục trong cõi sắc thì xin thưa quý Phật tử, nó vi tế hơn. Nó không nằm trong dục giới, mà nó nằm trong gì? Sắc giới. Tức là các tầng trời sắc giới. Mà các tầng trời sắc giới thì phước báo nó vi diệu hơn các tầng trời dục giới. Đại người chúng ta không cần nhắc tới nữa rồi, đúng không? Tại vì phước báo trong cõi trời sắc giới này như thế nào? Lớn rồi. Nhưng Đức Phật nói vẫn ẩn chứa ái dục. Và cụ thể Đức Phật nói gì? Ái dục trong cõi sắc. Cõi này thì không có dục vọng, nên không gọi là cõi dục giới. Tức là sáu cõi trời như quý Phật tử vẫn có dục vọng, vẫn có vợ chồng nha, vẫn có mọi thứ nha. Nhưng đối với cõi trời sắc giới này rồi thì xin thưa, không còn dục vọng như vợ chồng nữa. Không còn sự nghiệp, không còn danh vọng, không còn tiền tài, kể cả tất thảy mọi sự vinh hoa của vật chất không còn nữa. Nhưng vẫn còn có gì? Có sắc. Sắc ở đây không phải là nhan sắc nha quý Phật tử. Sắc ở đây gì? Là một loại sắc rất vi tế. Loại sắc này cụ thể như thế nào? Khi hành giả tu tập tham thiền, tu tập tham thiền tinh tấn, để đắc được một trong tứ thiền, để sanh vào cõi trời, một trong 16 cõi trời sắc giới. Tức là họ rất tinh tấn tu tập, nhưng họ tu để đắc như thế nào ạ? Đắc một trong tứ thiền. Và khi họ tu, họ đắc được một trong tứ thiền rồi, thì sau khi chết họ sẽ tái sinh vào một trong 16 cõi trời sắc giới. Tuổi thọ của cõi trời sắc giới này, cõi trời thấp nhất trong cõi trời sắc giới này, tức là trong cõi trời sắc giới, quý vị tự biết là dục giới là có mấy cõi? Có 6 cõi trời, được không? 6 cõi trời dục giới. Còn đối với cõi trời sắc giới này thì có 16 cõi trời sắc giới. Cái tuổi thọ của cõi trời sắc giới thấp nhất bao nhiêu chúng ta biết không? 9 triệu năm. Trái đất hủy diệt bao nhiêu lần rồi đó? 9 triệu năm.
9 triệu năm. Còn tuổi thọ của cõi trời Phạm Thiên, tức là cõi trời cao nhất nằm trong 16 cõi trời sắc giới đó, là như thế nào nè? Là 84.000 A Tăng Kỳ. Khoảng như thế nào? Khoảng hàng ngàn lần sự sinh diệt của quả địa cầu này. Không tính năm được nữa, mà tính sinh diệt của quả địa cầu. Nên chúng ta thấy tuổi thọ của các vị chư thiên kinh khủng khiếp không? Kinh khủng khiếp, đúng ạ. Đặc biệt là trong cõi trời sắc giới này. Cái ta nhắc lại tuổi thọ mà ngắn nhất, thấp nhất của cõi trời, trong cái cõi 16 cõi trời sắc giới này, ít nhất là gì? 9 triệu năm. Còn cõi trời cao nhất nằm trong cái cõi trời sắc giới này chính là Phạm Thiên, thì như thế nào? Là 84.000 A Tăng Kỳ. Khoảng như nào? Hàng ngàn lần sự sinh diệt của quả địa cầu này. Và Bhava là hữu, nghĩa là hữu ái. Và hữu ái rồi, đã nói hữu ái là biểu hiện của cái gì? Nếu phần trên dục ái là biểu hiện của si, thì dưới này hữu ái đã có chữ hữu, có sự chiếm hữu rồi, có sự ưa thích rồi, thì nó là sở, nó là biểu hiện của cái gì quý Phật tử? Biểu hiện của cái gì? Biểu hiện của tham. Cụ thể là gì? Đây là lòng tham muốn, là tham đắm, muốn chiếm hữu, muốn lưu giữ lại bên mình những đối tượng nào đó khả ái, khả ý, khả lạc. Và nói cách khác, khi yêu thích cái gì rồi thì chúng ta muốn cái ấy ở bên mình mãi mãi, ở bên mình luôn luôn với mình, nên gọi là hữu ái. Và các vị trời Phạm Thiên thì có hạnh phúc rất là thù thắng, rất là vi diệu, rất là thanh tịnh. Thứ hai nữa, cái tuổi thọ của các vị, đúng không ạ, không tính bằng năm nữa mà tính bằng nhiều kiếp của quả địa cầu này. Nên vì thế họ mang một cái ảo tưởng là gì? Đã đạt được Niết Bàn rồi. Có đầy đủ bốn tính chất là gì? Thường, lạc, ngã và tịnh. Và vì họ lầm tưởng như vậy, họ ảo tưởng đã đạt được Niết Bàn, nên họ rơi vào thường kiến. Được không ạ? Nên chúng ta đang đến với cái dục thứ hai là gì? Ái dục trong cõi, cõi sắc. À, đó là gì? Đó là hữu ái, biểu hiện của tham. Cái thứ ba, Vibhava Tanha, tức là gì? Ái dục trong cõi vô sắc. Một là dục giới nha, hai là sắc giới. Bây giờ này, cái thứ ba này là ái dục trong cõi vô sắc luôn. Ở trên á, biểu hiện của tham, đúng không ạ? Vẫn có cái sắc gì đó vi tế, nó không có thô như cõi dục, nhưng rất vi tế. Nhưng mà vi tế gì thì vi tế, vẫn còn có sắc. Còn đến cái thứ ba là gì? Cái dục thứ ba là gì? Ái dục trong cõi vô sắc. Vô sắc là không còn hình dáng, không còn cái sắc gì nữa, mà tại sao còn ái? Vậy ái cái gì? Thì xin thưa, cái ái dục trong cõi vô sắc này nó sâu sắc hơn, nó vi tế hơn nữa. Tức là gì? Sự thèm muốn sinh vào cõi vô sắc, nên hành giả cố hành cho đắc vào các cõi này, và nghĩ rằng vì có sắc nên còn luân hồi, vì còn dục nên còn luân hồi. Tức là dục giới còn luân hồi, tức là sắc giới vẫn còn luân hồi, tại vì còn sắc là còn luân hồi. Còn tôi, khi tôi cố gắng tôi tu tập, đúng không ạ, tôi vào được cái cõi vô sắc này, còn sắc, còn dục, còn luân hồi. Còn khi không còn sắc nữa thì chính đây là Niết Bàn rồi. Và vì họ hiểu nhầm như vậy, nên những người nào sinh vào trong cái cõi trời vô sắc này, nó quá vi diệu của Phật tử, nên họ thường lầm cũng là giải thoát, cũng đã Niết Bàn rồi. Và họ rơi vào đoạn kiến. Họ rơi vào đoạn kiến. Nên quý Phật tử thấy đó, Vibhava Vantaha là phi hữu ái. Phi hữu ái tức là biểu hiện của sanh. Cái ái thứ nhất là biểu hiện của si, cái ái thứ hai là biểu hiện của tham. Còn cái ái trong cõi vô sắc này gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái là biểu hiện của gì? Của sanh. Tức là sao? Tức là cái tâm lý bực tức, bất mãn, chán ghét, oán hận, khó chịu khi đối diện với những hiện tượng không vừa lòng, không thích ý với ta, và ta muốn đoạn diệt nó, chấm dứt nó, phi hữu hóa nó ngay. Và trong những trường hợp khác thì có người cái gì cũng sợ mất,
cái gì cũng sợ chết nên hối hả hưởng thụ, quay cuồng điên đảo hưởng thụ, lại rơi vào trong hư vô luận, đoạn diệt luận, hay còn gọi là gì? Đoạn kiến. Arubatanha tức là gì? Vô sắc ái. Vô sắc ái là loại ái dục phát sinh do sao ạ? Do chán các sắc, chán những cái sắc tướng, chán những cái sắc pháp, và họ chán luôn cái thân sắc dù là thô hay là tế. Họ chỉ muốn sống với những ý niệm thôi, sống với những khái niệm trừu tượng mà thôi. Và tương ứng với loại dục này, họ từ bỏ các thiền sắc giới để tu tập các thiền vô sắc giới. Và tại đây họ không còn thọ hưởng các cảm thọ khổ, họ không còn thọ hưởng các cảm thọ thô tháo nữa, mà hạnh phúc của họ trong cái cõi như thế này nè: vi tế, thanh lương, cao sáng. Và cái hạnh phúc này gọi là gì ạ? Đó là gì? Xả và định. Và trong cái hạnh phúc quá tuyệt vời này, họ nghĩ giải thoát rồi, niết bàn rồi. Nhưng hỡi ơi, Đức Phật nói như thế nào với trí huệ Đức Phật? Thì Đức Phật nói như thế nào? Đây vẫn là ái dục. Nhưng ái dục là gì? Vô sắc ái, tức là ái dục trong cõi vô sắc. Quý vị tự thấy không ạ? Chỉ có trí tuệ Đức Phật mới nhìn thấy thôi, chúng ta không nhìn thấy đâu. Mình giàu mà làm cái gì mình cũng thành công là hơi hơi khó tu rồi, đúng không ạ? Mình vinh quang quá, chúng ta dễ ngủ quên. Đó là chỉ đang nói ở kiếp sống con người này thôi nha. Mà phước báo đỉnh điểm của con người thì cũng không thể bằng phước báo của chư thiên trong cõi dục giới được, đúng không ạ? Sao cõi trời dục giới được? Mà những phước báo lớn nhất trong cõi trời dục giới cũng không bao giờ có thể bằng phước báo trong cõi trời gì? Sắc giới được. Mà phước báo trong tất cả các tầng trời, 16 tầng trời sắc giới, thì cũng không thể bao giờ bằng được phước báo và sự vi tế, sự hạnh phúc vi diệu của các chư thiên trong cõi trời vô sắc giới cả. Nhưng Đức Phật nhìn thấy phước báo gì thì phước báo, hạnh phúc gì thì hạnh phúc, an lạc gì thì an lạc. Nhưng đây vẫn chưa an lạc tuyệt đối, chưa giải thoát niết bàn, và vẫn còn ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Mà còn ái là còn đau khổ. Quay lại, nguyên nhân của đau khổ là gì? Ái dục. Mà còn ái dục dù hình thức là thô dục hay là nó như thế nào, tinh vi hơn chút xíu là gì? Là trong cõi sắc, hay là tinh vi đến vô sắc đi chăng nữa thì vẫn còn có ái, vẫn còn đau khổ, vẫn còn biểu hiện của đầy đủ tham, sân và si. Tóm lại, ba loại ái dục trên không những tương ưng với ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà không đâu xa xôi quý Phật tử ạ, mà nó còn biểu hiện trong ngay đời sống thường nhật của chúng ta. Ai hằng tu tập, sử dụng Vipassana đó để tu tập, để tuệ quán, để hiện quán, thì sẽ thấy rõ ràng rằng lúc nào ta đắm say với các đối tượng dục lạc của ngũ trần, với trạng thái tâm đờ đẫn, si mê, thì đó chính là gì? Đó là si, đó chính là gì? Dục ái. Thứ hai, lúc nào mà tâm chúng ta tham muốn, chúng ta bị dính mắc vào các đối tượng dục lạc của ngũ trần mà mình lại không muốn xa rời nó, ngược lại mình muốn ở nó forever, mãi mãi, chúng ta muốn như thế nào? Muốn chiếm hữu nó, muốn ở bên mình mãi mãi, thì đây là gì? Chính là biểu hiện của tham, tức là gì? Hữu ái bị thường kiến. Lúc nào mà chúng ta tỏ ra chán ghét, không vừa lòng, không ưa thích một đối tượng nào đó trong ngũ trần, chúng ta muốn chấm dứt nó, chúng ta muốn rời xa nó, chúng ta muốn đoạn diệt nó, chúng ta muốn phi hữu hóa nó, thì đây chính là biểu hiện của sanh, tức là gì? Phi hữu ái, là đoạn kiến. Nên quý Phật tử thấy không ạ? Dù là vi tế phước báo vô lượng vô biên vào các tầng trời dục giới, sắc giới, và đặc biệt là các tầng trời vô sắc giới, nhưng vẫn còn bóng dáng của ái thì vẫn chưa giải thoát niết bàn. Chưa giải thoát niết bàn. Chúng ta lưu ý điều này. Và để biết rõ rằng ái dục đó tác hại như thế nào, thì ở đây cái thành xin được nhắc lại một câu dạy của Đức Phật, quý Phật tử có thuộc năm lòng, là gì? Ái dục dẫn dắt đi tái sanh. Tức là chúng ta sống kiếp này đúng không ạ? Nhắm mắt lìa đời,
sinh vào cõi nào thì sinh thường. Còn ái dục thì ái dục nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi, còn để tái sanh. Giống như thế nào? Quả xoài mà nó có cái mầm xoài, có cái nhân xoài thì gieo nó sẽ mọc thành cái cây xoài nó sẽ quả xoài. Quả xoài nó sẽ có những cái hình dáng, những cái mùi vị, những cái đặc trưng của quả xoài. Còn mầm xoài là còn có quả xoài, còn có những đặc tính của quả xoài. Còn khi nào hết cái mầm thì mới hết. Tức là sao? Khi nào còn ái dục thì ái dục đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi tái sanh luân hồi. Quý vị tự lưu ý điều đó nha. Vì sao? Vì sự thèm muốn, thèm khát ngũ trần lục dục trong cõi dục, hay là thèm khát vào cõi sắc giới, hay là vô sắc giới, thì vẫn có ái dục. Cái ta nhắc lại nha, cái sự thèm khát trong lục trần, trong ngũ trần lục dục, trong cõi dục, hay là thèm khát được sinh vào trong các cõi trời, cõi trời sắc giới, hoặc là sinh vào các cõi trời vô sắc giới, thì dù trong cái thèm muốn nào thì nó vẫn còn như thế nào? Vẫn còn ái dục. Mà còn có ái dục thì vẫn tiếp tục tái sinh. Chúng ta thấy đúng không ạ? Cõi trời dục giới thì tuổi thọ của các vị chư thiên lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Sáng các vị nhìn thấy mình, chiều các vị quay lại nhìn thấy mình là mình đã già, trở thành một cụ 3, 7, 80 tuổi rồi. Tối các ngài nhìn cái là mình vào hòm rồi. Thậm chí là sáng ngài nhìn mình, chiều là không thấy mình nữa rồi. Tại mình đã chết rồi, mình chết yểu có mấy chục tuổi mình chết à. Nên tuổi thọ của cõi trời dục giới, trong 6 cõi trời dục giới thì rất là cao so với chúng ta, nhưng không si nhê gì đối với các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Lúc nãy cái tình nói đúng không ạ? Chỉ nói đến cõi trời thôi, cõi trời sắc giới thôi. Trong 16 cõi trời sắc giới đó thì cõi trời thấp nhất là bao nhiêu? 9 triệu năm rồi. Còn cõi trời cao tính như nào? 80 mấy A tăng tỳ kiếp, bao nhiêu nghìn lần mà trái đất chúng ta hủy diệt. Rồi cõi trời vô sắc giới là tuổi thọ và vi diệu nhiều hơn nữa. Nhưng mà hỡi ơi, phước báo như thế nào, vi diệu như thế nào, tuổi thọ có mấy trăm mấy tỷ lần trái đất sinh diệt, thì xin thưa, hết phước vẫn đọa như thường, vẫn còn luân hồi, vẫn còn tái sinh. Tại vì còn có mầm, có móng, đó là gì? Ái dục. Biết được điều này, quý Phật tử phải luôn tâm đắc. Quá trình tu tập là một quá trình dài ngày, và không thể nói là dài ngày mà gì, dài kiếp. Tu tập tinh tấn lắm quý Phật tử, không bao giờ được ý y, không bao giờ được ý y. Mình có tu mình khác quý Phật tử. Tại sao người giàu người ta hay hóng hách? Tại vì họ không có tu. Còn mình giàu cỡ nào mà mình có tu? Không hề hóng hách. Tại vì sao quý Phật tử? Tại mình biết đó, mình có sống lâu, mình có sống khỏe, mình có giàu cỡ nào, không có si nhê gì các chư thiên trong cõi dục giới cả. Và các bậc chư thiên trong cõi dục giới mà có tu có biết nữa thì các vị hưởng phước như thế nào đó, nhưng mà các vị xem với các cõi trời sắc giới vô sắc giới cũng không si nhê gì cả, đúng không ạ? Nên mình tu rồi mình cảm thấy mình nhỏ bé lắm quý Phật tử. Dù có quyền cao, dù có chức trọng, dù có nhà lầu, dù có xe hơi, dù có tỷ phú, dù có tỷ 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 phú, thì chúng ta không là cái gì đâu quý Phật tử, vẫn còn luân hồi. Và những cái dục nhà cửa, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con xinh, những cái dục đó nó thô lắm quý Phật tử. Mà mặc dù nó thô nhưng mình đã đắm rồi, mình không thoát ra được rồi, đừng nói là những cõi vi diệu hơn nữa. Nên đây, xem qua đây chúng ta mới thấy mình phải ráng tu. Và như thế nào? Mỗi lần mình quỳ trước Phật là có chết chúng ta cũng chết được. Tại vì sao? Tại vì nhờ có Phật mới chỉ được những điều đó. Không có Phật thì chúng ta hơi giàu chút xíu là chúng ta đã hóng hết rồi, chúng ta sống trong cái đó và chúng ta nghĩ như thế nào? Sống cái kiểu giống như là rắn lột xác sống mãi, hóng hết hơn thua, chấp nhận, đúng không quý Phật tử? Còn đây nhờ Đức Phật thành đạo, Đức Phật từ bỏ hết tất cả những cái dục lạc thô cho đến những dục lạc này, tế. Tại vì sao cái thầy nói tế? Tại chúng ta nhớ không ạ? Nhớ hai vị thầy đầu tiên của Đức Phật chứng được gì? Phi tưởng phi phi tưởng, vô sở hữu xứ định. Đây là hai cõi trong như thế nào? Trong các cõi vô sắc giới. Nếu lúc đó Đức Phật dừng lại tại đó, ngay lập tức khi Đức Phật mất đúng không ạ? Đức Phật sinh vào cõi trời vô sắc. Mà Đức Phật sinh vào cõi trời vô sắc thì như thế nào? Hàng trăm hàng tỷ lần cái tuổi thọ như thế nào? Tuổi thọ tính hàng trăm hàng tỷ lần trái đất hủy diệt, thì mình có cơ hội gặp được Phật Pháp không quý Phật tử? Không. 81 năm Đức Phật trụ thế, nó lợi ích hơn gấp tỷ tỷ lần so với Đức Phật chứng đắc các quả vị
chứng đắc được các mức thiền định cao ở cõi trời vô sắc. Nên đây quý Phật tử thấy không? Khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhớ ngay đến hai vị thầy của mình để trả ơn. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà hai vị thầy của Ngài đã mất rồi. Và với mức định là như thế nào? Phi tưởng, phi tưởng vào vô sở hữu xứ định trong cõi trời đó rồi. Mà Đức Phật như thế nào? Thành đạo, nhưng Đức Phật đang mang cái thân vật lý là cõi người. Tuổi thọ của Đức Phật có 81 tuổi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà các vị vô đó rồi thì đợi lúc nào mà các vị xuống mà Ngài hóa độ được. Nên Ngài nghĩ đến hai vị thầy, nhưng thấy hai vị thầy đã mất rồi, đã tái sinh vào cõi trời vô sắc giới rồi. Lúc đó Ngài mới nghĩ đến đối tượng thứ hai là gì? Năm anh em Kiều Trịnh Như. Nên chúng ta thấy Đức Phật vĩ đại không? Đức Phật khước từ tất cả những vinh quang của cuộc đời, Đức Phật khước từ tất cả những vinh quang, những vi diệu của các tầng trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới để trở thành một vị Phật cho chúng ta đạo lý mà tu tập. Nên khi mình quỳ trước Phật, quý Phật tử biết không? Cái lòng biết ơn của chúng ta phải khởi lên một cách tuyệt đối. Thậm chí có chết vì Phật, ngay lập tức chúng ta không tự. Tại vì Đức Phật cho chúng ta những điều quá tuyệt vời. Và không phải chỉ cho chúng ta đâu, cho tất cả chúng sinh thấy rõ được những điều vi diệu nhất của cuộc đời. Nên càng học Phật Pháp, quý Phật tử ạ, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé. Càng học Phật Pháp càng thấy mình phải ráng tinh tấn nhiều hơn nữa. Càng học Phật Pháp mình cảm thấy mình thế nào ạ? Mình vẫn còn nhiều tội lỗi lắm. Và càng học Phật Pháp chúng ta càng biết ơn Phật. Tại không có Phật chúng ta mãi mãi là những chúng sinh vô minh, đau khổ. Và đặc biệt đang đau khổ, đang lặng ngục trong luân hồi mà vẫn cảm thấy vui với cái khổ đó. Không biết khổ, mà không biết khổ thì có thoát khổ không ạ? Không bao giờ thoát khổ. Nhưng mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cách như thế nào diệt khổ, đây là trạng thái chấm dứt đau khổ. Đức Phật cho chúng ta điều đó. Nên cái thành rất là khuyên quý Phật tử như thế nào? Mình tu tập này, tụng kinh này, nghe pháp này, tham thiền này, đúng không ạ? Rất là quý rồi. Làm nhiều công đức lành, bố thí cúng dường, nhưng mà phải có thời lễ Phật trong ngày. Càng nhiều càng tốt, nhưng ít nhất phải có một thời lễ Phật. Bằng tất cả thân và tâm mình, mình cúng dường, mình lễ lại Ngài bằng tất cả sự tôn kính. Như vậy như là mới gieo được cái nhân đắc đạo như quý Phật tử, mới gieo được cái nhân tôn kính Phật tuyệt đối. Là như vậy. Chúng ta lưu ý dùng cái thành điều này là như vậy. Nên đây chúng ta thấy đó, Đức Phật đã dạy tập đế là nguyên nhân sinh ra khổ. Và biết đây là nguyên nhân sinh ra khổ nên chúng ta cố gắng dứt bỏ. Như lúc nãy cái thành nói đó, do chúng sinh vô minh, không nhận thấy cái khổ, nên sống trong khổ mà không biết khổ. Mà sống trong khổ không biết khổ thì như thế nào ạ? Làm sao mà thoát khổ được, đúng không? Còn ở đây Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta rằng tập đế là nguyên nhân sinh khổ. Và khi biết được tập đế là gì, là nguyên nhân sinh khổ, là gì, là ái dục. Biết được điều đó rồi, chúng ta sẽ cố gắng tinh tấn tu tập đế dứt bỏ nguyên nhân sinh khổ này. Nên quý vị tự thấy là trong hai cái diệu đế đầu tiên đó gì? Khổ đế và tập đế. Khổ đế là điều mà chúng ta cần phải hiểu cho thật là rõ. Phải hiểu khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Phải hiểu như thế nào? Sinh lão bệnh tử là khổ, bán tán hội là khổ, cầu bách đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, ngủ ấm xí thạnh là khổ. Mình phải hiểu rõ về cái khổ này. Nhưng chúng ta chỉ hiểu thôi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không đối phó với nó, chúng ta không cần đối trị với nó. Mà việc duy nhất chúng ta cần biết rõ về khổ thôi. Còn đến cái đế thứ hai là gì? Là tập đế. Thì chúng ta cần phải biết rõ đâu là nguyên nhân phát sinh khổ, vì đâu đưa đến đau khổ. Và khi thấy rõ được nguyên nhân rồi thì chúng ta phải tìm cách để như thế nào? Cố gắng diệt đi nó. Cái ta nhắc lại nha, nếu với khổ đế chúng ta chỉ cần hiểu thật rõ nó thôi. Khi hiểu rõ rồi, đúng là 8 cái khổ, và khổ khổ hoại khổ hành khổ, hồi hiểu rõ thôi chứ không cần đối trị gì cả, chỉ cần biết rõ thôi. Nhưng đến cái tập đế, tức là đã chỉ mặc điểm tên nguyên nhân của đau khổ rồi, thì lúc này ngoài vấn đề hiểu rõ thì chúng ta cần phải có phương pháp để diệt đi cái nguyên nhân của đau khổ này. Là như vậy. Ví dụ như người chữa lửa vậy đó, chữa cháy đó quý Phật tử. Khi mà biết lửa bắt đầu cháy ở đâu thì cái ngay cái chỗ cháy đó thì họ như nào? Họ tìm cách khống chế cái ngọn lửa.
chứ không phải là lửa đang bốc lên ở cao người ta xịt trên cái ngọn lửa, đúng không? Không, người ta tìm cái gốc của lửa nó cháy ở đâu, xịt vào đúng cái gốc đó thì như nào ngọn lửa sẽ tắt, chứ không ai dập lửa mà xịt trên cái ngọn lửa cả. Thì cũng vậy, cái ngọn lửa ấy ví như là gì? Nỗi khổ của hiện tại vậy đó. Nên chúng ta phải thấy rõ được nguyên nhân của khổ, tìm cách để như thế nào để diệt đi cái khổ đó, là như vậy nha. Kính thưa quý Phật tử thân mến, khi chúng ta đã nhận rõ được nguyên nhân tạo ra khổ, đó chính là gì? Ái dục. Tức là gì? Tập đế là ái dục. Thì khi thấy rõ được nguyên nhân rồi, chúng ta phải có phương pháp để như thế nào để diệt tận cái ái dục đó. Và để diệt tận được ái dục đó thì chúng ta phải học đến hai cái đế tiếp theo, đó là gì? Đó là diệt đế và đạo đế. Đế thứ ba, diệt đế. Khổ đế là gì? Phải thấy rõ khổ đế. Tập đế, biết được nguyên nhân rồi phải diệt cái tập đế đó. Và diệt đế là như thế nào? Phải chứng. À, diệt đế là chứng nha quý Phật tử. Đạo đế là gì? Là phải thực hành. Cái ta nhắc lại, khổ đế là phải thấy rõ, tập đế là chúng ta phải diệt, diệt đế là phải tu chứng, đạo đế là phải thực hành. Và cụ thể đây là lời dạy của Đức Phật về diệt đế như sau: này các thầy tỳ khưu, đây là pháp diệt khổ thực sự, sự diệt các điều thèm khát không có dư sót của ái dục, dứt bỏ không còn dính dáng với ái dục, không còn bệnh biểu, không còn luyến tưởng nữa. Các anh đọc lại nha, đây là lời của Đức Phật nói về diệt đế như quý Phật tử, phải căn cứ kinh điển này. Này các thầy tỳ khưu, đây là pháp diệt khổ thực sự. Đức Phật khẳng định này, đây là pháp diệt khổ thực sự này. Sự diệt các điều thèm khát không có dư sót của ái dục, dứt bỏ không còn dính dáng với ái dục, không còn bệnh biểu, không còn luyến tưởng nữa. Nhưng quý Phật tử thấy không, trong cái lời dạy của Đức Phật đó, ta thấy rằng diệt đế là gì? Là dập tắt lửa. Lửa gì? Lửa ái dục. Diệt đế hiểu đơn giản là gì? Là phải dập tắt được cái lửa ái dục. Nhưng Phật nói như thế nào? Nói nhiều cách khác nhau, nói nhiều tiếng khác nhau để chúng ta dễ hiểu hơn. Và trong cái diệt đế này thì Đức Phật đề cập đến trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ, an lạc tuyệt đối, đó chính là gì? Niết bàn. Và chính cái nơi niết bàn này, chính cái trạng thái niết bàn này là nơi dập tắt hẳn tất cả những mầm mống của ái dục. Ái dục không còn mầm mống nữa, nghĩa là gì? Không còn khổ đau, không còn buộc ràng, không còn phiền não. Mà không còn khổ đau, không còn buộc ràng, không còn phiền não, tức là gì? Tức là không còn mầm mống của ái dục nữa. Mà không còn mầm mống của ái dục, tức là không có phiền não, không có khổ đau, không có buộc ràng, thì gọi là gì? Niết bàn tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối. Đó chính là gì? Diệt đế. Và cụ thể của Phật tử diệt đế thì trong hạnh phúc số 24 sẽ dạy về cái pháp để chúng ta thấy rõ niết bàn. Tức là gì? Niết bàn là gì? Hôm nay chúng ta đang học bao nhiêu? 33 đúng không ạ? Nhưng mà đáng lẽ các thầy sẽ giảng đây luôn, nhưng mà quý vị tự biết là trong cái pháp tiếp theo này, trong cái pháp hạnh phúc số 34 thì lại có một tiết riêng dạy về cách nào để chúng ta thấy rõ được niết bàn. Thì thầy trò chúng ta sẽ hẹn lại nhé. Thầy trò chúng ta sẽ hẹn lại ở pháp hạnh phúc số 34. Hôm nay mình 33 đúng không? Đến pháp hạnh phúc số 34 thì lúc đó các thầy sẽ giảng rõ hơn nữa cái pháp cho thấy về niết bàn. Thầy trò chúng ta sẽ hẹn lại ở pháp số 34. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua diệu đế thứ tư, đó là gì? Đạo đế. Đạo đế. Phật giáo có đến 84.000 chi pháp, tức là có rất nhiều những chi pháp, những cái phương tiện để tu tập. 84.000 chi pháp, nhưng quy chung lại chỉ duy nhất có một cánh cửa là giải thoát thôi. Tức là có rất nhiều pháp, Đức Phật dẫn rất nhiều bài tùy vào căn cơ của chúng sinh, nhưng tất cả các phương tiện đó, tất cả 84.000 chi pháp đó chung quy lại chỉ duy nhất có một cánh cửa giải thoát thôi. Và đạo đế là phương pháp diệt trừ ái dục. Và trong kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật dạy muốn diệt ái dục chúng ta phải hành theo bát chánh đạo. Ở đây kinh Chuyển Pháp Luân các thành cũng đã gửi cho quý Phật tử rồi nha. Khi nào thầy trò chúng ta sẽ có thời gian, có những khóa tu sau này đi,
thành những cái khóa tu mà chúng ta có online đó, đúng không ạ? Thì Khải Thành sẽ gửi một lần nữa để chúng ta tụng cái bài kinh này. Tại vì trước đó Khải Thành gửi cho quý Phật tử một số bài kinh rồi, đúng không? Tụng rồi. À, và quý thầy, quý sư cũng đã hướng dẫn chúng ta rất nhiều bài kinh rồi, đúng không ạ? Và Khải Thành nhớ là có bài kinh chuyển pháp luân này, đặc biệt trong Phật đản đó. Khải Thành nhớ có cái lễ hội Vesak tổ chức ở Việt Nam ở chùa Tam Chúc đó. Thì hội chúng, cái đó Khải Thành nhớ là lập kỷ lục Guinness thế giới đó, là số người cùng tụng kinh chuyển pháp luân lớn nhất thế giới là ở Vesak, ở Tam Chúc đó. Thì Khải Thành có cái bản kinh đó, Khải Thành sẽ gửi cho quý Phật tử nha. Nhưng mà khi chúng ta phải học xong tứ diệu đế đã, chúng ta đọc chúng ta sẽ thấm là như vậy. Thì ở đây trong cái phần diệt đế này đó, thì là phương pháp diệt trừ ái dục. Và trong kinh chuyển pháp luân thì Đức Phật có dạy như sau. Phật dạy muốn diệt trừ ái dục chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đó là hành theo bát chánh đạo. Đức Phật mới dạy rằng Samadhi, chánh kiến. Này các tỳ tỳ khưu, sự thực hành đến chỗ hết khổ là bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Phật dạy rõ trong bài kinh, tức là Đức Phật liệt kê ra 8 chi phần bát chánh đạo. Và 8 chi phần bát chánh đạo này sẽ có công năng, nếu chúng ta tu tập rốt ráo thì nó sẽ có công năng như thế nào? Diệt trừ cái nguyên nhân sinh ra đau khổ tập đế. Cụ thể là gì? Diệt được ái dục. Gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhớ nha, diệt được tất cả các phiền não, bứng gốc được ái dục chỉ có đạo đế. Và đạo đế là gì? Bát chánh đạo. Nên tu gì thì tu, không bao giờ được ra ngoài bát chánh đạo. Mình tu tập có bao nhiêu năm, đọc tụng có rất nhiều những bộ kinh, có thể có được một cái khả năng tâm linh nào đó, có thể có được một sự an lạc nào đó. Nhưng nếu bây giờ hỏi bát chánh đạo là gì, không biết, mà không biết lấy gì mà hành trì. Mà Đức Phật nói là chỉ có bát chánh đạo mới diệt trừ được nguyên nhân sanh khổ thôi, chỉ có bát chánh đạo mới diệt trừ được ái dục thôi. Và bây giờ hỏi đến bát chánh đạo không biết thì lấy gì mà tu. Nên ngay trong bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật đã xác quyết rằng chỉ có bát chánh đạo mới là phương pháp duy nhất diệt trừ được ái dục là nguyên nhân sanh khổ, không còn khổ đau phiền não nữa. Nên chúng ta lưu ý nha, bát chánh đạo phải nằm lòng. Khải Thành đã giảng một bài bát chánh đạo, không phải là một bài đâu. Trong bát chánh đạo Khải Thành nhớ giảng là như là 4 bài. Một bài là Khải Thành giảng 2 cái chi phần. À, quý Phật tử nghe lại trong bộ bước đầu học Phật, trong bộ Phật học căn bản Khải Thành có giảng rồi nha. Ở đây Khải Thành cũng sẽ liệt kê ngắn gọn thôi nha, không giảng nữa. Như vậy. Và ngoài bài kinh chuyển pháp luân thì còn một bài kinh nữa, đó là bài kinh Magavibhaga. Thì Đức Phật cũng đã nói rõ về chánh kiến như sau. Chánh kiến là gì? Là hiểu rõ về khổ. Chánh kiến là gì? Là hiểu rõ về nguyên nhân sanh khổ. Chánh kiến là gì? Là biết rõ về diệt khổ. Và chánh kiến là gì? Biết rõ về phương pháp hành để diệt khổ. Và theo đây thì chúng ta thấy như nào? Chánh kiến là sự thấy biết chân chánh, nghĩa là thấy rõ về pháp. Pháp gì? Tứ đế. Được không ạ? Thứ hai, chánh tư duy là gì? Samasankappa, tức là chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Suy nghĩ về sắc thế gian, suy nghĩ về không oán thù, suy nghĩ về không làm hại người. Không làm hại người là như vậy. Chánh tư duy còn là gì? Là không dục tư duy, không sanh tư duy, không hại tư duy. Bài này Khải Thành giảng rất là rõ trong chánh tư duy rồi, là như vậy nha. Đó là chánh tư duy, Khải Thành điểm sơ qua thôi nha. Thứ ba là gì? Samavaka là chánh ngữ. Chánh ngữ thì gồm có 4 điều sau đây. Thứ nhất là tác ý tránh xa sự nói dối, nói sai sự thật. Hai, tác ý tránh xa sự nói đâm thọc, nói lời hai lưỡi. Ba, tác ý tránh xa sự nói lời hung dữ, độc ác, chửi rủa. Thứ tư, tác ý tránh xa lời nói vô ích, tục tiểu, rỗng không. Đó là chánh ngữ. Ngoài ra còn đảm bảo những yếu tố như thế nào? Lời nói phải chân, phải thiện, phải mỹ, đảm bảo 3 yếu tố này nữa thì mới đảm bảo cái lời nói đó là gì? Là chánh ngữ. Là như vậy. Tiếp theo, Samakamanta, tức là gì? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp cũng có 3 yếu tố. Thứ nhất là tác ý tránh xa sự sát sanh, tác ý tránh xa sự trộm cắp, tác ý tránh xa sự thâm dâm. À,
mà chánh nghiệp là việc làm chủ yếu là chân chính về về thân, không phạm vào ba nghiệp bất thiện ở trên, sát sanh hại vật, trộm cắp của người, thông dâm, tà dâm, ngoại tình. Như vậy là ba nghiệp bất thiện, chúng ta phải tránh ra những cái điều đó. Như vậy đây còn có ý dạy ngay vào những hạng cư sĩ thì chúng ta phải thọ trì ít nhất là gì, ngũ giới. Hơn thế nữa, chúng ta phải ráng tham thiền trong đời sống hàng ngày, và nếu được 1 tháng 4 hoặc là 6 ngày chúng ta thọ thêm bát quan trai giới, là như vậy nha. Đó là chánh gì, chánh nghiệp. Tiếp theo là chánh mạng, samma ajiva. Chánh mạng là sự dứt bỏ sự nuôi sống tà mạng ở bậc thánh nhân trong Phật giáo. Và ngay các hàng cư sĩ tại gia chánh chính thì chúng ta cũng phải biết trí tuệ thông minh để chọn cái nghề nghiệp mưu sinh chánh chính. Nuôi mạng chánh chính ấy là gì? Không bán thú, trái lại còn phóng sanh, tức là chúng ta không bán, không giết hại chúng sinh mà chúng ta cũng không bán, mà chúng ta như nào? Ngược lại phải đi phóng sanh nữa. Như vậy. Thứ hai, không bán người, trái lại còn cứu người khi lâm nạn. Có một số trường hợp người ta bán người đó quý Phật tử, bán người làm nô lệ, bán người làm sức lao động chẳng hạn. Đức Phật cũng nói là không được làm những cái nghề là bán người. Trái lại, chúng ta thấy người gặp khó khăn hoạn nạn thì chúng ta phải cứu, phải giúp. Thứ ba, không buôn rượu, không cho người rượu, trái lại còn lo phương pháp để răn đời như là bố thí pháp. Rượu là nguyên nhân các chất làm sai làm nghiện là gì? Là cái tác nhân làm chúng ta si mê, mê mờ. Chúng ta không làm những nghề đó. Không bán rượu, không nấu rượu, không khuyến khích người khác uống rượu. Vừa rồi thì có một Phật tử thì đang ở Mỹ. 2 năm rồi thì bị kẹt ở bên Mỹ. Và em đó cũng là một người làm trong giới nghệ sĩ. Rất là giỏi, rất là dễ thương. Thì mới ngày hôm kia, quý Phật tử thấy cái thằng có đang status về vấn đề uống rượu bia đúng không? Thì cũng từ câu chuyện của em đó, em mới nhắn tin kính bạch sư phụ, bây giờ con có một cái thương hiệu, một cái nhãn hiệu, là cái công ty này gồm có 2 cái, một là thuốc xì gà, 2 là gì? Rượu, nhưng mà rượu vang. Con biết hút thuốc là nó gây nghiện rồi, con biết rượu là không nên rồi, bia không nên rồi, nhưng mà đây là thuốc xì gà, và thứ hai là gì? Đó là rượu vang. Thì bây giờ họ mời con làm đại diện, và thưa sư phụ, người ta tài trợ con nhiều lắm, nhiều tiền lắm, để mà con làm đứng để làm thương hiệu, tức là the face đó quý vị, tự gương mặt thương hiệu của cái hãng đó ở Mỹ, và ở một cái số công ty người ta sắp mở ra ở Việt Nam nữa. Số tiền rất nhiều, nhưng mà nếu mà con trước đó con không biết đạo Phật thì thôi, nhưng bây giờ con đã biết đạo Phật, con đã được quy y với sư phụ rồi, đã được sư phụ đọc pháp danh rồi, thì bây giờ con muốn hỏi sư phụ là con có nên đứng làm đại diện không? Thì cái thằng nói không con ạ, có thể con không trực tiếp nấu, có thể con không trực tiếp bán, nhưng con đứng với tư cách là đại diện thương hiệu đó. Những người nào mến mộ con, những người nào yêu thích con, những nào yêu quý con, có thể họ sẽ bỏ tiền ra họ mua những cái mặt hàng đó. Thì chính con là điều kiện xúc tác để như thế nào? Để mua. Rồi con nhớ là khi mà con làm gương mặt thương hiệu là không phải đơn giản đâu. Chụp hình, quay phim, đóng những TVC quảng cáo, đúng không ạ? Tham gia những cái chiến dịch để mà quảng bá thương hiệu đó nữa. Với tư cách là gì? Làm sao cho họ sử dụng hình ảnh của con, họ sử dụng uy tín của con, họ sử dụng vị trí của con, họ sử dụng cái nổi tiếng của con để làm thương hiệu nó nở rộ. Và thương hiệu nở rộ bao nhiêu thì cũng có nghĩa là như thế nào? Sự tiếp cận của nhiều người nhiều, và trong số rất nhiều người tiếp cận đó sẽ có khá nhiều người mua. Và thế là gì? Con đang kích thích cái nhu cầu đó. Rượu vang thì rượu vang, nhưng uống nhiều cũng say. Rượu vang thì rượu vang, nhưng nó vẫn tốn kém, nó vẫn làm mê mờ. Rượu vang thì rượu vang, nhưng như thế nào? Nó vẫn là chất gây say. Thuốc gì thì thuốc, hút nó vẫn nghiện. Khi cái thành phân tích, các em nói dạ, con bỏ. Trước đó thì con thấy tiếc lắm, nhưng mà khi con theo đạo Phật rồi, việc gì con cũng phải căn cứ vào lời Phật dạy. Con hỏi sư phụ, nên khi sư phụ họ nói rồi, con không có tiếc gì cả, ngay lập tức nó bỏ liền quý Phật tử. Nên quý Phật tử phải lưu ý điều đó. Ở đây em nó không có bán, cũng không có nấu. Chúng ta có nấu có mấy lít rượu, và chúng ta thu về được có mấy chục nghìn, mà mình tiếc mình không bỏ. Còn đây em nó như thế nào? Là đại diện của một thương hiệu ở Mỹ, và nhiều cái
cái chi nhánh được mở ở Việt Nam nhiều tiền như vậy đó. Tại vì cái ngành nghề đó nhiều tiền ông Quý Phật tử, nhưng mà khi hiểu đạo rồi ngay lập tức khước từ liền. Tại vì cái thầy nói núi, tiền có bằng núi nhưng nó không phải là chánh mạng thì đừng lấy dù chỉ một đồng. Nó trả lại quả báo kinh khủng lắm. Là như vậy. Nên chúng ta phải lưu ý nha, không bán rượu, các chất làm say làm nghiện, trái lại chúng ta là như thế nào, lại có phương pháp để khuyên răn, để giúp người ta bố thí pháp. Bố thí pháp dùng cho giúp cho chúng ta như là tỉnh ngộ, lìa mê. Còn chúng ta sử dụng, chúng ta buôn bán, chúng ta khuyến khích người khác sử dụng các chất làm say làm nghiện thì chúng ta cũng sẽ bị mê mờ. Là như vậy. Chúng ta cũng không được buôn bán vũ khí, súng đạn, gươm giáo và cung tên. Cả những cái đồ chơi cũng không nên bán, những cái đồ chơi kích thích chiến tranh. Quý Phật tử ở nhà cũng vậy, có con có cháu đó, đừng cho bao giờ chơi game. Trong game đó có như nào đột kích này, rút chuỗi này, rồi quăng lựu đạn này, lấy dao đâm người khác này, có những cái trò chơi kích động bạo lực đó, đừng cho con mình chơi. Cũng vậy, những cái trò chơi nào là kiếm, nào là súng đó, đừng mua về cho nó. Nó bắn súng nước, nhưng mà khi bắn trúng nước là cũng muốn bắn trúng người đó, đúng không ạ? Rồi khi lấy dao cũng muốn đâm người đó. Cái tư tưởng nó nhỏ, nó in hằn trong đầu óc của con, của cháu mình. Sau này con cháu mình nó cầm dao nó đâm mình được đấy, nó đâm người khác được đó. Nên quý Phật tử phải lưu ý nha, không buôn bán vũ khí như súng đạn, gươm giáo, cung tên. Cũng vậy, quý Phật tử nó đang bán tạp hóa đó mà thấy trong cái quầy của mình có những cái trò chơi mà nó kích thích bạo lực, chúng ta cũng dẹp luôn, đừng có bán. Là như vậy nha. Thứ nữa là gì? Không buôn bán độc dược, thuốc sâu rầy, như vậy ma túy, chất làm say, chất làm nghiện. Đó là gì? Nuôi mạng chân chánh. Bài này cái thành có dạng một bài nằm trong cái pháp này luôn này. Trong 38 pháp hạnh phúc có một pháp hạnh phúc là gì? Nuôi mạng chân chính là phúc lành cao thượng, đúng không? Cái thành có dạng rồi. Rồi trong bát chánh đạo cái thành cũng dạng một bài rất là kỹ về chánh mạng rồi. Ở đây cái thành nói thêm chút xíu thôi nha. Tiếp theo là gì? Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, Đức Phật dạy rằng các thầy tỳ khưu trong Phật giáo thì cố vung trồng sự tinh tấn, không cho các pháp ác chưa phát sinh có điều kiện để phát sinh, giữ tâm vững chắc không rung động vì các hoàn cảnh bên ngoài, cố gắng diệt trừ các pháp ác đã có trong tâm cho cùng tịnh, cố gắng làm cho các thiện pháp chưa phát sinh được để phát sinh lên, cố gắng vun trồng các thiện pháp đã có được tốt đẹp hơn. Tức là gì? Là tứ chánh cần đó quý Phật tử. Đầu tiên là gì? Tinh cần thu túc phòng hộ, ngăn ngừa, ngăn chặn không cho các bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Tức là những cái thiện pháp nào mà những cái bất thiện pháp nào nó chưa phát khởi đó thì mình phải thu thúc phòng hộ, đừng cho nó phát khởi. Thứ hai là gì? Tinh tấn đoạn trừ, đoạn diệt các ác bất thiện pháp đã phát sinh thì chúng ta phải tinh cần nỗ lực để trừ khử, đoạn diệt chúng. Tức là nếu cái ác pháp nào nó đã phát sinh trong tâm mình, dù chỉ là móng khởi thôi, phát hiện ngay, tìm cách diệt trừ nó, đoạn trừ nó. Cái thứ ba, tinh cần tu tiến, tức là các thiện pháp chưa phát sinh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm phát sinh những cái thiện pháp đó đi. Là như vậy. Thứ tư, tinh cần bảo hộ trưởng dưỡng, tức là các thiện pháp đã phát sinh rồi thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tục phát triển nó cho lớn, lớn mạnh. Nên bốn cái pháp tướng chánh cần này gọi là gì? Là chánh tinh tấn. Chúng ta lưu ý điều đó nha. Đây là Đức Phật đã định nghĩa rất là rõ rồi. Có nhiều người quý Phật tử cứ tinh tấn đi, ráng tu tinh tấn đi, mà mình không biết tinh tấn là cái gì hết á, đúng không? Nên tinh tấn đây là có bốn điều nha. Dễ hiểu lắm. Điều ác đã có rồi, diệt trừ nó. Điều ác mà chưa có, trong tâm chưa có nó, thì đừng cho nó bóng khởi. Điều thiện chưa có thì giờ làm cho nó có. Điều thiện đã có rồi thì tiếp tục phát triển. Đó gọi là gì? Là tinh tấn đấy. Là như vậy nha. Tiếp tục, chánh niệm. Chánh niệm là thầy tỳ khưu trong Phật giáo luôn luôn quán tưởng thấy rõ trong thân, cố ý tinh tấn thiêu đốt phiền não, có sự ghi nhớ và biết mình, diệt trừ sự vui buồn, suy nghĩ thấy thọ trong thọ, vân vân. Nói tóm lại là tu tập tứ niệm xứ. Hay nói rõ cho dễ hiểu hơn, chánh niệm nghĩa là thực hành tu tập theo tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nó phức tạp lắm quý Phật tử ạ. Sâu sắc toàn diện, phức tạp, vi tế lắm. Ở đây thì trong cái nội dung giảng này các thành chỉ nói cái gì căn bản nhất thôi. Thứ nhất là đây là một cái pháp căn bản nằm trong 38 pháp hạnh phúc, đúng ạ. Nên nội dung các thành chỉ nói căn bản nhất, tinh yếu nhất thôi. Thứ hai nữa, bản thân của các thành cũng mới tập tu về tứ niệm xứ thôi, nên cái thành chưa sở chứng được bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Nên đây các thành chỉ nói những cái gì căn bản nhất, tinh yếu nhất để thầy trò chúng ta tham khảo thôi. Là như vậy.
Thứ nhất là gì? Tứ niệm xứ chúng ta nhớ là gì? Thanh, thọ, tâm và pháp. Quán thanh trên thanh, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Cụ thể như sau: thanh quán niệm xứ tức là quán tưởng lấy thanh sắc làm đề mục. Ví dụ niệm thanh chỉ là tứ đại đất nước gió lửa thôi. Niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, quán tưởng về 32 thể trược, rồi quán về tử thi. Tức là gì? Chúng ta lấy cái thanh này làm đề mục để thiền quán, để quán tưởng. Gọi là gì? Thanh quán niệm xứ. Thứ hai, thọ quán niệm xứ là gì? Quán tưởng lấy các đối tượng cảm thọ làm niệm xứ, như là gì? Khổ, như là lạc, ưu và hỷ. Nếu quán thanh này dùng lấy thanh làm đề mục thì quán thọ thì đơn giản thôi, chúng ta lấy các cảm thọ làm đề mục là như vậy nha. Còn quán tâm tức là gì? Tâm quán niệm xứ tức là chúng ta quán tưởng lấy các đối tượng, lấy các trạng thái của tâm làm đề mục niệm xứ, như là tâm tham thì biết có tâm tham, tâm không tham, tâm có sanh, tâm không sanh, tâm có si, tâm không si, tâm khinh an, tâm phóng dật, tâm cao thượng, tâm hạ liệt. Tức là chúng ta lấy cái trạng thái của tâm làm đề mục của niệm xứ. Thứ tư, quán pháp trên pháp tức là gì? Pháp quán niệm xứ, quán tưởng lấy các pháp trong khi tu tập làm đề mục của niệm xứ. Ví dụ như nào? Như là năm triền cái này, như là ngũ uẩn này, như là 12 xứ này, thất giác chi này, tứ thánh đế. Tức là chúng ta lấy các pháp làm đối tượng để tu tập. Lấy đối tượng nào làm đối tượng đề mục thiền quán tu tập thì gọi là cái xứ đó. Thanh, thọ, tâm và pháp, mỗi đối tượng khác nhau, mỗi niệm xứ khác nhau thì có những đối tượng khác nhau là như vậy. Đó là gì? Đó là chánh niệm như quý Phật tử. Và một ý nghĩa của chánh niệm thông dụng dễ hiểu nữa là gì? Chánh niệm là không bỏ quên thực tại. Chúng ta nhớ bài Nhất Hiện Giả không? Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, bất động chẳng lung lay, hãy thực hành như thế. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, tử thành có đợi đâu, làm sao điều định được. Vì thế nên nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh giác từng phút giây, an trú bằng chánh niệm. Chúng ta thấy không? Nên chánh niệm là gì? Là không bỏ quên thực tại. Đơn giản, thầy trò chúng ta đang nghe, cái thanh đang chú tâm để giảng, cái thanh không bị những cái vọng động từ quá khứ kéo đi, cái thanh cũng không bị những cái vọng tưởng từ tương lai nó kéo đi, cái thanh đang sống trong trọn vẹn trong hiện tại này. Biết rõ mình đang nói cái gì thì cái thanh đang có chánh niệm. Quý Phật tử cũng vậy, đang lắng nghe, không lo trời ơi bây giờ 4 giờ mấy vừa 5 giờ chuẩn bị tới nơi rồi, không ai nấu cơm, lúc đó như thế nào? Mình bị cái nấu cơm nó kéo đi rồi, không còn chánh niệm nữa, đúng không? Hoặc là chiều nay mình mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, sáng nay mình mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, tối nay mình mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, thì sau tiếng rưỡi này mình quên làm những cái việc mình chưa làm, thì lúc mình đang ngồi nghe pháp đây không có trọn vẹn thì không có chánh niệm nha. Nên chánh niệm ngoài là gì? Tứ niệm xứ, thanh thọ tâm pháp, thì còn một cái chánh niệm nữa là gì? Chúng ta cần phải lưu ý là gì? Không bỏ quên thực tại, tức là không bị quá khứ kéo đi, không bị tương lai kéo đi, mà sống trọn vẹn từng giây từng phút từng sát na trong hiện tại. Đó là gì? Chánh niệm. Kính thưa quý Phật tử thân mến, cuối cùng là chánh định. Chánh định là gì? Thầy Tỳ Khưu trong Phật giáo vắng lặng trần cảnh, vắng lặng các pháp ác, nhập vào sơ thiền có tầm sát hỷ lạc. Định sau khi dứt bỏ tầm sát thì đắc nhị thiền, từ từ dứt từng pháp thô thiển. Thầy Tỳ Khưu cố tinh tấn hành như thế gọi là chánh định. Và tóm lại quý Phật tử, chánh định là phương pháp làm cho tâm trở nên yên lặng khỏi các ác pháp. Sự định tâm được do một trong 40 đề mục của Phật dạy gọi là chánh định. 40 đề mục này thì có một cơ hội khác đúng không? Tại bài quá dài rồi quý Phật tử ạ. Dạ, bài đã quá dài rồi. Nên đây cái thành chỉ nói là có 40 đề mục của thiền định nha. Và chánh định là phương pháp làm cho tâm của mình trở nên vắng lặng khỏi các ác pháp. Và sự định tâm này có được do chúng ta áp dụng một trong 40 đề mục của Phật dạy gọi là chánh định. Một tiết khác chúng ta sẽ nói về 40 đề mục của thiền định là như vậy, của chánh định nha. Nếu quý vị tự thấy đó, bát chánh đạo được ví như chìa khóa mở ra cánh cửa niết bàn. Bên này là đau khổ, bên này là buộc ràng, bên này là ái dục,
nào là hữu ái, nào là sắc ái, nào là vô sắc ái, biểu hiện của tham, của sân, của si, của đau khổ, của vọng động, của phiền não. Nhưng mà chúng ta tu tập bát chánh đạo rốt ráo rồi thì xin thưa bát chánh đạo như là chìa khóa. Và tới đó như thế nào? Mình mở được cái cánh cửa qua bên kia là gì? Là niết bàn, là giải thoát, là giác ngộ. Như vậy. Và trong một bài kinh thì Đức Phật có dạy cụ thể như sau: người nào thấy rõ khổ đế là thấy rõ tập, diệt và đạo đế. Người nào thấy rõ tập đế thì thấy rõ khổ, diệt và đạo đế. Người nào thấy rõ diệt đế là thấy rõ khổ, tập và đạo đế. Người nào thấy rõ đạo đế là thấy rõ khổ, tập và diệt đế. Tóm lại, người mà giác ngộ được thánh quả không phải chỉ học hay là nghe pháp mà thôi, hay là giải thông được pháp tứ diệu đế, là được thánh quả, mà phải thấy rõ bằng trí tuệ hay thấy rõ bằng tuệ nhãn. Điều này thầy trò chúng ta đã nói rồi, bài trước rồi đúng không ạ? Chúng ta đã nói rồi, pháp tứ diệu đế này phải đi đôi với thực hành. Và pháp tứ diệu đế này, cái sự hiểu biết của tứ diệu đế này nó khác với sự hiểu biết các pháp khác trong thế gian này. Sự hiểu biết của các pháp trên thế gian nó căn cứ vào sự thông minh, vào lý trí, vào tài năng thì nó vẫn còn hạn chế. Còn cái sự hiểu biết rốt ráo, cái thấy rõ được pháp tứ thánh đế, nó không phụ thuộc vào cái tài năng, cái lý trí, mà nó phải phụ thuộc vào gì? Bằng trí tuệ của mình, thấy rõ bằng tuệ nhãn. Nên đắc được tứ diệu đế không phải là thầy trò chúng ta nói thật là hay, nghe thật là rõ, hay là giải rất là thông về tứ diệu đế, mà chứng đắc được tứ diệu đế, ngộ được tứ diệu đế là phải chứng đắc được thánh quả. Và chứng đắc được thánh quả, thấy rõ được tứ diệu đế là bằng phải trí tuệ, thấy rõ bằng tuệ nhãn, là như vậy nha. Và để chứng minh cho sự thật là thế nào thì ở đây thì Khải Thành xin đưa ra một số ví dụ, và ví dụ này là không phải Khải Thành nói, nhưng quý Phật tử, ở đây là lời của Đức Phật nói, và Đức Phật ví dụ cho chúng ta hiểu để thấy rõ hơn. Thí dụ thứ nhất, khổ đế Đức Phật ví như chúng sinh. Khổ đế Đức Phật ví như chứng bệnh của chúng sinh. Tập đế ví như căn bệnh của chúng sinh. Diệt đế ví như là gì? Đã lành bệnh rồi. Đạo đế ví như là phương thuốc trị bệnh của chúng sinh. Dễ hiểu không? Dễ hiểu đúng không? Khổ đế là gì? Là cái chứng bệnh của chúng sinh. Còn tập đế là gì? Cái căn bệnh của chúng sinh đó nó bắt nguồn từ đâu? À, nó bắt nguồn từ đâu? Cái nguyên nhân của bệnh đó là gì? Đó là gì? Là tập đế. Diệt đế là gì? Lành bệnh rồi, đã chữa lành bệnh rồi. À, không còn bệnh nữa, không còn căn bệnh nữa. Đạo đế là gì? Là cái phương thuốc để trị chúng ta khỏi bệnh. Đó là thí dụ thứ nhất về tứ diệu đế. Thí dụ thứ hai để chúng ta dễ hiểu hơn là gì? Khổ đế ví như là một món đồ đang mang nặng trên vai, chúng ta đang vác nặng trên vai. Tập đế ví như cái nguyên nhân bắt buộc phải mang vác những vật nặng đó trên vai mình. Diệt đế ví như như nào? Chúng ta đã liền bỏ đi cái vật nặng đó rồi, không còn mang vác trên người nữa. Còn đạo đế như nào? Là cái phương pháp để chúng ta liền bỏ, chúng ta bỏ đi cái vật nặng đó. Đó là thí dụ thứ hai. Dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu ha. Thí dụ thứ ba là gì? Khổ đế ví như người có oán thù. Tập đế ví như nguyên nhân của sự oán thù đó. Diệt đế ví như đã cởi mở được cái sự oán thù đó rồi, không còn nữa. Và đạo đế là gì? Ví như cái phương pháp để cởi mọi oán thù ra. À, đó là ví dụ thứ ba về tứ diệu đế. Dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu không? Dễ hiểu hơn nha. Thí dụ thứ tư là gì? Khổ đế ví như cây có thuốc độc. Tập đế ví như chất độc nằm trong cái rễ cây đó. Diệt đế là ví như sau khi đã lấy hết chất độc từ cái cây đó rồi, không còn chất độc nữa. Đạo đế ví như là cái phương pháp để mình lấy hết chất độc trong cái rễ cây đó ra. Đó là ví dụ thứ tư nha. Nên đây là bốn cái ví dụ mà hình tượng hóa chúng ta dễ hiểu hơn về tứ diệu đế là như vậy nha. Và muốn đắc quả tứ thánh đế và niết bàn đó thì phải quán triệt tứ diệu đế, phải hiểu ngọn ngành rõ từng góc từng cạnh, tất cả phương diện từ thô đến vi tế, tất cả mọi thứ về tứ diệu đế với tử ạ. Thì lúc đó chúng ta muốn đắc được đạo quả đúng không ạ, và niết bàn giải thoát. Và chỉ có cái phương pháp nào? Chỉ có duy nhất một cái phương pháp để chúng ta có thể thấy rõ được tứ diệu đế, chúng ta đắc được thánh quả, đó là gì ạ? Chỉ có một phương pháp thôi. Đó là gì?
đó là thực hành minh sát tuệ. Khi chúng ta thực hành minh sát tuệ rồi thì chúng ta sẽ có được 16 trí tuệ phát sanh. 16 trí tuệ phát sanh. 16 trí tuệ phát sanh đó là gì? Thứ nhất là gì? Danh sắc phân biệt trí. Danh sắc phân biệt trí nghĩa là gì? Tức là thấy rõ danh sắc và phân biệt đâu là danh, đâu là sắc. Danh sắc này cái thành có giảng rồi đúng không? Giảng trong phần gì nhỉ? Trong phần gì nhỉ? Ngũ ấm, ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta có trí tuệ, khi hành minh sát tuệ chúng ta phải có được, chúng ta sẽ có được cái trí tuệ đầu tiên là gì? Danh sắc phân biệt trí. Tức là phải phân biệt rõ ràng đâu là danh sắc, đâu là danh, đâu là sắc, cực kỳ rõ ràng. Các thầy nhắc lại, danh là gì? Là phần tâm sở và phần tâm. Nói cách khác, danh là bốn danh uẩn, gồm có gì? Thọ, tưởng, hành và thức, tức là danh. Còn sắc là gì? Sắc là cái thân sắc vật lý này quý Phật tử ạ. Là cái thân sắc gồm có gì? Có nhãn căn, có nhĩ căn, có tỷ căn, có thiệt căn, có thân căn. Cùng với gì? Cùng với bảy sắc đối tượng là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, địa, hỏa, bá và phong. Bài này cái thành giảng rất là kỹ rồi. Cái thành giảng bài ngũ ấm này cái thành giảng hình như là trong vòng 3 đến 4 tiết đó quý Phật tử ạ. Quý Phật tử nghe lại nha. Người ta nhắc lại nè, khi chúng ta hành minh sát tuệ là một cái phương pháp duy nhất để chứng đắc được thánh quả niết bàn tuyệt đối. Và khi chúng ta hành được minh sát tuệ thì chúng ta sẽ có 16 trí tuệ phát sinh. Trí tuệ đầu tiên là danh sắc phân biệt trí, tức là phân biệt rõ ràng đâu là danh, đâu là sắc. Danh là gì? Là cái phần tâm và tâm sở. Nói cách khác, danh là gồm có bốn cái uẩn, bốn cái danh uẩn gồm có gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là gì? Sắc là cái thân sắc vật lý này. Và cái thân sắc này gồm có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cùng với bảy đối tượng là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, địa, hỏa, bá và phong. Là như vậy nha. Trí tuệ thứ hai, khi hành minh sát tuệ chúng ta có được là gì? Đó là sanh trí. Sanh trí tức là gì? Là trí thấy rõ mỗi danh, mỗi sắc có nguyên nhân sanh khởi như thế nào. Ở trên thì chúng ta phân biệt đúng không? Đâu là danh, đâu là sắc. Còn dưới này sanh trí tức là gì? Chúng ta thấy rõ mỗi danh hay là mỗi sắc có nguyên nhân nó phát khởi như thế nào. Bài này nếu mà giảng mỗi cái trí tuệ này là chúng ta phải giảng 30 phút nữa đó quý Phật tử. Nên thôi ở đây bài cũng dài, chúng ta nói điểm qua thôi nha, điểm qua thôi. Trí tuệ thứ ba đó là gì? Diệt trí. Diệt trí tức là gì? Trí thấy rõ sự diệt mất của mỗi sanh, mỗi sắc như thế nào. Cái sanh này, cái danh này, cái sắc này nó diệt, nó mất ra sao thì phải thấy rõ cái sự diệt mất của từng danh, từng sắc, mỗi danh, mỗi sắc. Gọi là gì? Là diệt trí. Thứ tư đó là sanh diệt trí. Tức là gì? Trí thấy rõ sự sanh diệt của mỗi danh, mỗi sắc. Tiếp tục thứ năm, đoạn diệt quán tưởng trí. Ở đây hành giả không chú tâm đến sự sanh của danh, sắc pháp và chỉ chú tâm đến sự diệt của danh và sắc pháp mà thôi. Thứ sáu, kinh hải trí. Kinh hải trí. Ở trong trí thứ năm đó có phải tự, tức là đoạn diệt quán tưởng trí, thì chúng ta thấy rõ sự diệt mất liên tục của mỗi danh mỗi sắc. Thì trong cái trí thứ sáu này đó có phải tự, thì thấy chúng biến hoại và tan rã một cách kinh khủng khiếp, nên đâm ra sợ hãi cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là ở mục năm chúng ta chỉ thấy cái quá trình từ sanh đến diệt thôi, đúng không? Thấy rõ thôi. Nhưng đến thứ sáu rồi, tăng thêm một cấp độ nữa, là sau khi thấy sự sanh diệt đó rồi, chúng ta cảm thấy sợ hãi kinh khủng khiếp, nên đâm ra sợ hãi cả ba cõi luôn: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thứ bảy là gì? Hiểm nguy trí. Tức là gì? Trí tuệ thấy rõ sự nguy hiểm và thống khổ của danh sắc, được ví như rắn độc, như lửa, như tên sát nhân, như mũi tên độc. Ở đây là thấy rõ sự nguy hiểm rồi, sự thống khổ của danh sắc. Thứ tám, nhàm chán trí. Tức là gì? Đâm ra cái tâm nhàm chán nơi mỗi danh, mỗi sắc. Và như vậy chúng ta thoát ly được sự tham lam, đam mê, chấp thủ nơi mỗi danh, mỗi sắc. Thứ chín, dục giải thoát trí.
Tức là gì? Trí muốn giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của danh, của mỗi danh, của mỗi mỗi sắc. 10. Phân tích trí. Tức là gì? Trí phân tích để thấy rõ lại một lần nữa sự sanh diệt của danh sắc thật đáng kinh sợ. Đây những nguy hiểm đáng nhàm chán, cần phải thoát ly và phải thấy rõ các trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc ấy. Ở đây gọi là phân tích trí rồi quý Phật tử ạ. Thấy rõ rồi, bây giờ là một lần nữa quay trở lại phân tích lại từng đầu để hiểu rõ hơn sự sanh diệt của danh sắc. Và nó càng thấy rõ thì càng kinh sợ và càng thấy nguy hiểm, càng thấy nhàm chán và cần phải thoát ly. Và lúc đó thì phải thấy rõ được các trạng thái như nào, vô thường, khổ, vô ngã của mỗi danh sắc, của danh sắc là như vậy. Trí tuệ thứ 11 là gì? Hành xả trí. Tức là sao? Trí giữ được tâm bình đẳng, vô tư, an nhiên đối với các pháp hữu vi, tức là các pháp danh sắc đó quý Phật tử ạ. Không tham ái cũng như không chán ghét chúng, nên gọi là hành xả. Đó là trí tuệ thứ 11, hành xả trí. Trí tuệ thứ 12 khi chúng ta hành minh sát tuệ có được đó là gì? Thuận thứ trí. Tức là trí thuận với các trí đi trước, thuận với các trí đi sau, thuộc thánh đạo tâm. Và trong đó có đạo đế, tức là bát thánh đạo. Đó là gì? Đó là thuận thứ trí như quý Phật tử. Trí tuệ thứ 13 đó là gì? Chuyển tánh trí. Chuyển tánh trí tức là gì? Tức là từ bỏ phàm phu tánh để bước vào như thế nào? Thánh tánh. Một bước chuyển, một bước chuyển nó vĩ đại lắm quý Phật tử. Từ bỏ những cái phàm phu để chuyển vào cái thánh, đúng không ạ? Và đối tượng bây giờ không còn là danh là sắc nữa, mà là đề mục. Ở đây là gì? Không còn là đối tượng, đề mục lúc này không còn là danh, không còn là sắc nữa, mà đề mục lúc này như thế nào ạ? Là Niết Bàn. Là Niết Bàn. Trí tuệ thứ 14, đạo trí hay thánh đạo tuệ. Tức là gì? Đây là tuệ xuất tam thế, chỉ khởi lên một sát na rồi diệt, gọi là gì? Đạo trí hay thánh đạo tuệ. 15. Quả trí hay thánh quả tuệ. Đây là trí thấy Niết Bàn lần thứ nhất trong đời. Nó chỉ khởi lên hai sát na thôi rồi diệt ngay. Tuy nhiên, những bậc thánh có đắc định thì có thể chuyển qua thánh quả định lộ trình tâm để giữ thánh quả tâm phát sanh liên tục vô số sát na suốt trong thời gian trú thánh quả định. 16. Quán sát trí. Đây là loại trí sau cùng, có phận sự xem xét lại, quan sát lại sự chứng đắc thánh đạo và thánh quả của chính bản thân hành giả tu tập. Tóm lại, như lời Đức Phật đã dạy, người còn luân hồi vì chưa thấy được tứ diệu đế bằng tuệ nhãn. Các ta nhắc lại nha, Đức Phật dạy nè, người sở dĩ còn luân hồi tái sinh vì chưa thấy được tứ diệu đế bằng tuệ nhãn. Thầy trò chúng ta có thấy không? Có thấy đó, nhưng chỉ thấy bằng sự hiểu biết thôi, thấy bằng lý trí thôi, thấy bằng tài năng thôi, thấy bằng sự ham hỏi học hỏi của mình thôi, chứ chúng ta chưa thấy bằng tuệ nhãn. Mà Đức Phật nói khi nào mình thấy tứ diệu đế bằng tuệ nhãn, tức là phải chứng quý Phật tử mới thấy được, thì lúc đó mới không còn luân hồi tái sanh. Không còn luân hồi tái sanh. Vậy người nào thấy rõ được tứ diệu đế bằng tuệ nhãn như trên thì sẽ lần lượt chứng đắc được tứ thánh quả và Niết Bàn. Mà tứ thánh quả Niết Bàn là như thế nào? Là giải thoát khỏi vòng luân hồi tự sinh thống khổ và phiền não rồi. Nên có nhiều người nói, dạ thưa thầy, các vị tu tập chứng Niết Bàn, tứ quả thành Phật, rồi nằm trong cõi nào? Cái tên nó không nằm trong cõi nào cả, tại các ngài đã vượt thoát khỏi tam giới ngục tù rồi. Nó tam giới ngục tù là sao ấy thầy? Là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó thầy ơi, cõi trời là vi diệu lắm, mà cõi trời vô sắc vi diệu nữa, mà tại sao gọi là ngục tu? Tại vì còn có mầm móng ái dục. Mà còn mầm móng ái dục là còn có nguyên nhân sinh khổ, còn có nguyên nhân gây ra luân hồi tái sinh, nên vẫn còn gọi là ngục tu. Còn khi các ngài đã như thế nào ạ? Đã đoạn diệt tất cả các đau khổ, đã chứng đắc được tứ quả A-la-hán, đã Niết Bàn giải thoát rồi, thì chắc chắn không còn nhân sinh khổ nữa, không còn mầm móng của ái dục nữa, thì các ngài đã Niết Bàn giải thoát, không còn nằm trong bất cứ một cõi giới nào.
thoát khỏi tam giới ngục tù là như vậy nha quý Phật nữ. Nên đây chúng ta thấy đó, thấy rõ tứ diệu đế thì chúng ta sẽ có được những hạnh phúc sau đây. Có 6 hạnh phúc căn bản là chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay nhé. Thứ nhất, làm cho thấy rõ danh và sắc. Thấy rõ danh và sắc. Ở bài này chúng ta đã nói đến ngũ uẩn rồi đúng không? Cái nào là danh, cái nào là sắc rồi. Chúng ta không chỉ điểm qua mà thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức cực kỳ rõ ràng. Và cái thấy này bằng gì? Bằng trí tuệ. Nên khi quý Phật tử thấy rõ được tứ diệu đế rồi thì tự nhiên thấy cực kỳ rõ về gì? Về ngũ uẩn. Phân biệt rõ ràng về ngũ uẩn, thấy rõ về danh và sắc. Hạnh phúc thứ hai là gì? Không còn si mê trong phiền não và khổ đau nữa. Tức là như thế nào? Thấy rõ tứ thánh đế là chứng quả rồi, mà chứng quả thì làm sao mà si mê, đúng không? Mà không si mê, mà si mê là nguồn gốc của đau khổ. Là không còn si mê thì không còn đau khổ nữa, là như vậy nha. Thứ ba, làm cho giải thoát khỏi bể khổ luân hồi. Như lúc nãy cái thành đã nói đó, chứng đắc được tứ quả niết bàn rồi thì đã thoát khỏi tam giới ngục tù, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tại vì đã đoạn diệt được cái mầm móng ái dục nguyên nhân sinh khổ rồi. Hạnh phúc thứ tư, làm cho đắc được đạo quả. Thứ năm, đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và thứ sáu, không còn trong tam giới nữa. Như vậy nha. Nên ở đây chúng ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, thấy rõ tứ thánh đế được những hạnh phúc này. Nhưng mà thầy trò chúng ta học hết bài này rồi mà vẫn chưa được hạnh phúc nào nằm trong 6 hạnh phúc này cả, đúng không? Đúng không? Tại chúng ta không có thấy, chúng ta mới hiểu thôi, đúng không? Mới hiểu và biết thôi. Nhưng thôi kệ, méo mó có hơn không, đúng không ạ? Các vị có đầy đủ trí tuệ, các vị sợ chứng được làm mô phạm cho cuộc đời, chúng ta rất là hoan hỷ rồi, đúng không? Và có nhiều người chứng thì chúng ta càng có chỗ để chúng ta nương tựa nữa. Nên các vị có trí tuệ, có phước báo, đúng không ạ? Như là Đức Phật, sau đó Đức Phật nói lại một cái là ngay lập tức Ngài Kiều Trần Như chứng liền. Và các Ngài cũng lần lượt chứng, chứng rõ ràng, chứng thấy rõ. Thì khi chứng 6 cái điều này các Ngài thấy rõ rồi, phân biệt đâu là danh, đâu là sắc, không còn phiền não, không còn si mê, không còn luân hồi, không còn tái sinh nữa, đúng ạ, thoát khỏi tam giới ngục tù, chứng đắc được các quả vị. Còn thầy trò chúng ta nhìn ngưỡng mộ hoan hỷ đã để gieo duyên, đúng ạ. Cũng vậy, chúng ta chưa thấy được tứ diệu đế, nhưng mà muốn thấy thì phải học, đúng không? Cần có một quá trình. Nên thôi, chúng ta chưa thấy được, chúng ta chưa thành tựu được 6 cái điều hạnh phúc khi mà thấy rõ được tứ thánh đế, thì ít nhất, đúng không ạ, chúng ta định hướng cuộc đời chúng ta ráng tinh tấn tu tập, cứ nghe trước đã, cứ hiểu trước đã, cứ tư duy trước đã, sau đó chúng ta sẽ thực hành rốt ráo. Và nhớ nha, chỉ có một con đường minh sát tuệ, tu tập minh sát tuệ rốt ráo, được 16 trí tuệ đó. Sau khi được 16 trí tuệ đó rồi như thế nào thì có đường giải thoát niết bàn đã hiện lộ rồi, là như vậy. Nên với pháp hạnh phúc số 33, thấy rõ được lý thánh đế là một bài pháp vô cùng quan trọng. Nhưng cái thành cũng xin sám hối với quý Phật tử, tại vì khả năng của cái thành có hạn. Cái thành chỉ trình bày lại với tư cách là một học giả, chia sẻ bằng hết khả năng của mình, bằng sự hiểu biết của mình, thông qua những bài pháp của Đức Phật, thông qua những cái di huấn của Đức Phật, thông qua những cái tài liệu giảng dạy của các vị tôn túc, và truyền tải lại một cách nào đó đến với quý Phật tử. Mong sao thầy trò chúng ta sẽ có thêm một chút nào đó tư lương ha, và gặp thêm nhiều vị minh sư nữa, để chúng ta sẽ học rốt ráo hơn về tứ thánh đế, tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa về lý thánh đế, để một ngày nào đó chúng ta cũng thấy rõ được lý thánh đế. Và khi thấy rõ được lý thánh đế rồi thì chắc chắn rồi, đạo quả chúng ta sẽ viên mãn, niết bàn sẽ hiện lộ, phiền não sẽ vắng lặng, và mọi thiện pháp sẽ được phát triển, đem lại lợi ích an vui cho mình, cho mọi người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và đặc biệt chúng ta không còn luân hồi tái sinh nữa, an lạc niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối. Kính chúc toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp, đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp được Phật pháp, được gặp được hiện minh sư dẫn dắt tu tập trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Và một ngày nào đó đầy đủ duyên lành, chúng ta thấy rõ được tứ thánh đế, chứng đắc được các quả vị, đem lợi lạc an vui cho tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.